xử em chồng hỗn láo già bã Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng Câu nói này chẳng thể nào chính xác hơn với hoàn cảnh mà Hoài đang phải chịu đựng Cô đã về làm dâu trong nhà này được vài năm Nhưng chưa bao giờ cảm thấy yên ổn vì cô em chồng Tâm lúc nào cũng gây chuyện Tâm, cô em gái cưng của Hùng, nhỏ hơn anh đến tận 13 tuổi Năm nay vừa tròn 19, từ nhỏ, Tâm được cả gia đình cưng chiều đến mức hư hỏng, tạo thành một tính cách khó ưa và ương ngạnh. Hoài nhớ như in cái buổi sáng khi cô và Hùng vừa mới cưới nhau. Hôm đó trời còn chưa sáng rõ, cô còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ vì ngày hôm qua tiếp khách mệt quá, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, đánh dầm một tiếng. Tâm sồng sọc bước vào với khuôn mặt hầm hầm. Cô em chồng quát thẳng vào mặt Hoài, chị còn chưa dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà sao? Còn dâu mà lười biếng thế à? Không biết điều gì cả. Hoài giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi bật dậy, đưa tay kéo chăn che kín người vì vẫn đang trong bộ váy ngủ hai giây, mỏng manh. Cô lắp bắp. Tâm, sao em lại xông vào phòng anh chị mà không gõ cửa? Tâm trợn mắt, giọng thè thé. Từ trước tới giờ, tôi vào phòng anh trai tôi chưa bao giờ phải gõ cửa chị là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi." Hoài chưa kịp phản ứng thì Tâm đã hậm hực bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô quay sang nhìn Hùng, lay like người anh, nhưng anh chỉ ngái ngủ, khẽ nhíu mày rồi thở dài. "Thôi, em nó còn nhỏ, tính nó thế, em chấp làm gì." Hoài cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. "Nhỏ?" Cô tự hỏi, Tâm đã 19 tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa nhưng cô nén lại cố gắng nhẫn nhịn vì nghĩ vừa mới về làm dâu không nên gây chuyện thế nhưng chuỗi ngày tiếp theo với hoài thực sự là cơn ác mộng mỗi ngày sau khi đi làm về mệt mỏi hoài còn phải dọn dẹp nhà cửa lo cơm nước cho cả nhà nhưng tâm thì cứ như một bà hoàng làm mọi thứ để gây khó dễ cho chị dâu có lần khi hoài giặt quần áo xong vừa phơi lên xào thì Tâm xông đến chỉ tay vào mặt cô, giọng đầy bực tức. Chị không biết giặt đồ à? Đồ của tôi đắt tiền, phải giặt tay. Ai cho chị bỏ vào máy giặt hả? Hoài mệt mỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Chị đi làm cả ngày về đã quá mệt rồi. Nếu em muốn giặt tay thì em tự giặt đồ của mình đi. Chị không có thời gian. Tâm trợn tròn mắt, không nói không rằng chạy thẳng xuống mách mẹ chỉ vài phút sau, mẹ chồng bước lên với vẻ mặt khó chịu. Tâm nó còn nhỏ, con phải thương em chứ. Trước giờ nó chỉ biết ăn với học, không quen làm việc nhà. Còn chịu khó giúp nó một chút nhé. Hoài đứng chết chân, không nói được gì. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì Tâm đã đứng sau mẹ. Hách mặt đầy thách thức. Mẹ chồng Hoài chẳng đợi cô nói thêm gì, chỉ ghẽ xua tay. Thôi! mẹ nói vậy thôi hai đứa này đã là người một nhà rồi phải yêu thương nhau còn nhé hoài cay đắng trong lòng nhưng biết nếu nói thêm thì cũng chẳng giải quyết được gì tâm như nhìn thấu sự bực tức của hoài lại càng làm quá lên trong những lần tiếp theo một buổi tối khi cả nhà đang ngồi ăn cơm tâm bỗng nhiên quăng đũa xuống bàn giọng gắt gỏng chị nấu ăn kiểu gì thế này canh thì mặn chát thịt thì khô không biết có phải chị nấu cho người ăn không nữa. Hoài cố gắng nén giận, đáp lại nhẹ nhàng. Chị chưa quen khẩu vị của mọi người trong nhà. Nếu em không thích thì lần sau em tự nấu nhé. Tâm đập mạnh bàn, đứng bật dậy. Chị vừa nói cái gì? Tôi nấu á? Chị còn dám sai tôi nấu cơm cho cả nhà à? Ai cho chị cái quyền đó? Hùng thấy vậy thì vội quát em gái. Em ngồi xuống đi. Em nói năng thế không hay đâu ai dạy cho em cái kiểu cãi lại chị dâu như thế hả không anh đừng bênh chị ta chị ta đang cố tình coi thường em lúc nào cũng làm ra vẻ mình là vợ của anh thì muốn làm gì cũng được tôi nói cho chị biết nhé cả nhà này đều là người thân của tôi còn chị chỉ là kẻ ngoài không ai cần chị ở đây cả hoài nghe những lời em chồng nói thì mặt đỏ bừng sống mũi cô cay xè vì tủi thân cô lặng người không biết phải làm sao bố chồng từ từ đặt đũa xuống nhìn cả hai chị em mà không biết nói gì bà nguyệt thì chỉ thở dài lắc đầu tâm con không nên nói với chị dâu thế nhưng tâm vẫn không chịu thua giọng đầy thách thức con nói đúng mà chị ta chẳng là gì trong cái nhà này cả hùng đứng dậy kéo tâm ra ngoài giọng anh gắt lên em quá đáng lắm rồi đấy nhé tối hôm đó Hùng cũng phải dỗ dành rồi thay mặt em gái xin lỗi Hoài mãi, cô mới dần nguôi ngoài. Sáng nay, Hoài đã dành cả buổi để lau dọn nhà cửa. Ngày Tết đang đến gần, cô muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ, tươm tất. Nhưng vừa quay lại phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến Hoài không khỏi nhăn nhó. Tâm đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, miệng nhai bánh snack rôm rốp, tay quăng vỏ bánh khắp nơi vụn bánh rời vãi khắp sàn lẫn vào thảm và dính đầy trên ghế sofa mọi công sức của hoài coi như đổ sông đổ bể giữ bình tĩnh hoài nhẹ nhàng nhắc nhở tâm em ăn uống gọn gàng chút đi chị vừa dọn nhà xong chỗ thảm với ghế sofa dọn cực lắm nhưng thay vì nghe lời tâm cười khẩy ánh mắt khinh khỉnh rồi tiếp tục nhai bánh một cách cố ý khiêu khích Chị có quyền gì mà nhắc tôi? Đây là nhà của tôi, không phải của chị. Chị chỉ là người ngoài, về làm dâu thôi. Đừng tưởng mình có thể lên mặt dạy đời. Hoài giữ người trước lời nói quá quát đó. Lâu nay cô đã cố gắng nhẫn nhịn vì muốn giữ hòa khí trong nhà. Nhưng hôm nay, mọi sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn. Cô hít sâu, kiềm chế sự tức giận, đang bốc lên. Chị chỉ nhắc nhở em giữ gì nhà cửa, Em lớn rồi, không phải trẻ con nữa, làm gì cũng phải có ý thức một chút chứ." Tâm bật cười lớn, giọng cười đầy khinh miệt. <laughs> "Ý thức? Chị nghĩ chị là ai mà có quyền dạy tôi về ý thức? Chị không xứng để lên tiếng trong ngôi nhà này." Nói rồi, Tâm hất gói bánh xuống sàn, vụn bánh vương vãi tứ tung. Hoài không thể tin nổi vào mắt mình, cô bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng đã run lên vì tức giận. Tâm, em quá đáng rồi đấy. Không để Hoài kịp nói thêm lời nào, Tâm bất ngờ đứng phát dậy, tiến sát lại gần, giọng đầy thách thức. Chị dám làm gì tôi? Đánh tôi à? Tôi sẽ mách mẹ, để xem chị còn dám hung hăng thế nào. Hoài cắn chặt răng, cô nắm lấy cổ tay Tâm kéo mạnh, định kéo cô em chồng ra khỏi phòng. Nhưng ngay lập tức, Tâm giật mạnh tay ra, xô hoài ngã nhào về phía sau, làm cô suýt ngã ngửa ra sàn. Chị dám động đến tôi hả? Chị còn muốn sống trong cái nhà này không? Tâm bắt đầu gào khóc ầm ĩ ăn vạ. Tiếng khóc lớn vang vọng khắp căn nhà. Chưa đầy một phút sau, bố mẹ chồng Hoài, ông Đức bà Nguyệt đã chạy xuống, mặt đầy lo lắng. Bà Nguyệt vội vã lao đến bên con gái, giọng run run. Có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc? Đau ở đâu hay sao? Bố chồng cũng sấn tới, mắt nhìn chằm chằm hoài với vẻ nghi ngờ. Có chuyện gì? Nói bố nghe xem nào. Hoài đứng đó, cả người run lên vì tức giận. Bố mẹ chồng chỉ cần thấy con gái cưng khóc là đã vội vã nhìn sang con dâu. Như thế cô là nguyên nhân vậy. Trước mặt cô, tâm đang làm ra vẻ oan ức, khóc nức nở giơ cánh tay có vết đỏ lên cho mẹ chồng xem. Mẹ, mẹ nhìn đi, chị ta dám đánh con, làm tay con đỏ hết lên rồi. Mẹ xem này, đau quá. Bà Nguyệt lo lắng kiểm tra cánh tay tâm, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy dấu vết rõ ràng trên tay con gái. Bà quay sang Hoài, giọng đầy trách móc. Hoài, sao con lại làm thế với em? Có chuyện gì thì chị em từ tốn bảo nhau chứ sao phải động tay động chân như vậy hoài cảm thấy cổ họng nghẹn lại sự oan ức trào dâng nhưng không thể nói nên lời cô hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện từ đầu mẹ con không đánh tâm con chỉ nhắc nhở em vì em bày bừa khắp nơi sau khi con vừa dọn dẹp em còn cố ý đổ vụn bánh ra khắp nhà mẹ xem con nói có ăn cho em không Bà Nguyệt liếc nhìn sàn nhà, thấy những mảnh vụn bánh vương vãi khắp nơi. Bà khẽ thở dài khi thấy cảnh tượng bừa bộn mà bà biết con gái mình chắc là thủ phạm. Lỗi rõ ràng thuộc về con gái mình, nhưng bà không muốn làm lớn chuyện. Bà quay lại nhẹ nhàng săn đe tâm. Tâm, con lớn rồi, không nên làm như thế. Để chị dâu dọn nhà mà con bày bừa thì không đúng đâu. Chị dâu con có ý tốt nhắc nhở, con phải nghe lời biết chưa? Nhưng những lời này chỉ là đối phó cho có lệ, Tâm nghe xong vẫn không tỏ ra hối hận hay nhận lỗi, còn Hoài thì cảm thấy bức xúc vô cùng. Cô biết mình không thể mong chờ một sự công bằng trong căn nhà này. Mẹ chồng tiếp tục xoa dịu, "Hoài à, con đừng chấp nhặt với nó, Tâm nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, để mẹ dạy bảo nó sau." Còn cứ coi như chuyện này bỏ qua đi nhé. Nhưng tâm không chịu thua, giọng vẫn gào lên đầy ngang ngược. Mẹ lúc nào cũng bênh chị ta, con mới là con gái của mẹ, sao mẹ lại đứng về phía chị ta? Con không làm gì sai hết. Thôi, con như thế là hư đấy nhé. Hoài, con vào nấu cơm đi, cứ kệ nó. Hoài biết bà Nguyệt muốn kết thúc chuyện tại đây, nhưng lòng cô vẫn đầy ấm ức. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn quá nhiều, nhưng Tâm, cô em chồng ngỗ ngược, không bao giờ biết điểm dừng và chắc chắn sẽ còn tiếp tục gây chuyện. Ông Đức cũng vội đỡ lời vợ. "Thôi, cả hai đừng cãi nhau nữa, Tết nhất đến nơi rồi, có chuyện gì cũng nên bỏ qua đi, không hàng xóm người ta lại cười cho." Tâm nhìn Hoài bằng ánh mắt khó chịu. Hoài biết với tính cách ngang ngược và cái tôi cao ngất Tâm sẽ tiếp tục xem cô là kẻ thù trong nhà, người đã cướp đi tình yêu thương của người anh trai yêu quý. Tết năm nay là năm thứ ba Hoài ở nhà chồng và cô đã lên kế hoạch từ trước với chồng để xin phép bố mẹ chồng cho về nhà ngoại ăn Tết. Nhà ngoại của Hoài cũng không xa lắm, chỉ cách vài chục cây số. Và cô cũng đã bàn với chồng là sau mùng 2 sẽ quay lại nhà chồng để tiếp tục công việc và lo liệu Tết bên nội. Hùng cũng đồng ý với quyết định này của vợ. Với anh, việc vợ về thăm nhà ngoại vào dịp Tết là chuyện bình thường, nhất là khi đã 3 năm Hoài luôn ở nhà chồng trong những ngày lễ quan trọng. Bà Nguyệt, mẹ chồng Hoài, nghe vậy cũng gật đầu ưng thuận, bà cũng không muốn làm khó con dâu khi biết cả năm Hoài đã vất vả chu toàn cho gia đình chồng. Bà nói với con dâu con về bên ấy thì cho bố mẹ gửi lời hỏi thăm ông bà sui một câu. Dạ con nhớ rồi ạ. Tâm lững thững đi xuống nhà lấy nước thì vô tình nghe lỏm được mẹ và chị dâu nói chuyện với nhau. Cô ta vội nhảy ra từ góc bếp, đôi mắt trợn tròn. Tâm nói với vẻ mặt đầy khiêu khích, không kiêng rè gì. Chị tính về nhà ngoại ăn tết á? À? Làm dâu mà còn tơ tưởng về nhà mẹ đẻ à? Nhà nội thì ai lo dọn dẹp, ai nấu nướng hả? À? chị nghĩ mình là ai mà muốn đi là đi vậy hoài đã quá quen với những lần tâm gây chuyện nhưng lần này cô không chịu đựng được nữa cô nhìn thẳng vào cô em chồng hỏi ngược lại trước kia không có chị thì cả nhà vẫn ăn tết bình thường đó thôi hơn nữa chị cũng đã xin phép bố mẹ và được đồng ý em cũng đã lớn cũng phụ giúp mẹ thay chị được rồi đấy Nghe câu trả lời của Hoài, tâm càng tức giận hơn, khuôn mặt đỏ gai. Chị nghĩ dễ thế à? Làm dâu mà để nhà chồng phải chịu cực, còn mình thì đi chơi. Chị coi thường gia đình này à? Cái kiểu chị cư xử thế thì đáng bị đuổi ra khỏi nhà. Ông Đức đang ngồi ở phòng khách, nghe con gái lớn tiếng với Hoài, liền không thể nhịn thêm. Ông đặt tờ báo xuống, giọng nghiêm nghị. Tâm, không được hỗn với chị dâu. Con nói cái gì vậy hả? Con nghĩ mình là ai mà ăn nói kiểu đó? Tâm bị bố mắng liền im bặt nhưng vẫn lườm hoài đầy căm phẫn. Cô ta không chịu được việc hoài rời khỏi nhà trong những ngày Tết liền hét lên. Nhưng mà, nếu chị ấy đi ai sẽ dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước hả bố? Cả nhà phải chịu cực chỉ vì chị ấy muốn về nhà ngoại sao? Ông Đức lờ con gái đi mà quay sang hoài, giọng ông dịu lại đầy cảm thông. Còn cứ lên chuẩn bị đi, mai còn đi sớm, hết mùng 2 thì quay lại cũng được. Đã lên kế hoạch rồi thì cứ thế mà làm. Nghe vậy, Hoài gật đầu cảm ơn bố chồng rồi nhanh chóng quay lưng đi lên phòng, chuẩn bị hành lý. Phía sau, Tâm đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày cao có, Cô ta biết lần này không thể cãi lại được, nhưng lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận. Tâm không can tâm, nhìn chị dâu về nhà ngoại mà mình lại không có quyền ngăn cản, nên giận dỗi chạy bình bịch lên phòng. Hoài xếp xong đồ vào túi rồi ngồi lẩm nhẩm thuốc bổ cho bố mẹ, bánh kẹo quần áo cho hai đứa em. Xếp xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng chịu khi nghĩ về gia đình mình dưới cô còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn mà cuộc sống của gia đình thì bấp bênh mẹ cô bao năm nay phải tính toán từng đồng chi ly từng khoản chi tiêu mỗi lần về thăm nhà hoài đều cố gắng mua thật nhiều đồ ăn thực phẩm và đồ dùng cho ông bà bởi cô biết bố mẹ sẽ không bao giờ chịu nhận tiền của mình mỗi lần cô biếu tiền bà đều gạt đi rồi bảo con cứ cất đi vợ chồng làm được đồng nào thì phải dành dụm, sau này còn lo cho con cái. Vậy nên việc mua nhiều đồ ăn thuốc bổ là cách duy nhất để cô có thể quan tâm bố mẹ ruột của mình. Nhưng mỗi lần cô về, ông bà lại dúi vào tay cô khi thì con gà, khi lại con vịt, thậm chí có hôm ông bà còn dúi vào tay cô vài trăm nghìn để con gái thích ăn gì thì mua ăn hoài nghĩ lại cảnh ấy mà lòng xe thắt bố mẹ mình dù có thiếu thốn vẫn luôn lo lắng cho con cháu mà trong khi đó bên nhà chồng lại hoàn toàn khác cô thường phải chịu đựng những lời tính toán xét nét từ nhà chồng từ bố mẹ chồng đến cả tâm cô em chồng luôn khiến cho không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hoài không thể quên những lần tâm châm chọc cô với giọng điệu chua chát chị làm gì thì làm, nhưng đừng quên mình là con dâu. Chị có quyền gì mà ăn uống hay sử dụng đồ đạc trong cái nhà này? Mỗi lần như vậy, Hoài chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong lòng đầy nỗi ấm ức. Cô thầm nghĩ về những kỷ niệm đau lòng trong quá khứ, những lần tâm sồng sọc xông vào phòng ngủ của cô và hùng quát lớn. Sao chị chưa dậy nấu ăn cho cả nhà? Con dâu mà không biết điều quần áo của tôi đã giặt chưa cảnh tượng ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí cô khiến lòng cô thêm tủi thân một lần sau khi đã vất vả dọn dẹp và nấu nướng cho cả nhà hoài mệt mỏi đi vào bếp để pha cho mình một cốc nước cam chưa kịp nhấp một ngụm tâm lại sộc vào với ánh mắt dò xét chị nghĩ cam của ai mà chị dám uống không hỏi ý kiến tôi chị nghĩ chị là ai hoài không thể kiềm chế được nữa cô quay lại giọng khẽ run em không thấy mệt sao em cứ theo dõi chị như vậy thật sự rất khó chịu nhưng tâm chỉ cười khẩy nhà của tôi tôi không theo dõi người ngoài thì theo dõi ai không nhìn cho chị lấy hết đồ nhà này đem đi bán à hoài cảm thấy lòng mình thắt lại nghẹn ngào cô tự nhủ tại sao mình lại phải chịu đựng những lời nói như vậy tại sao nhà chồng lại không hiểu cho những gì cô đã làm thế nhưng cô biết nếu cãi lại chỉ càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn và cô không thể để mọi chuyện đi quá xa khi về thăm gia đình nhìn bố mẹ lo lắng hoài luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng sâu thẳm trong lòng cô cảm thấy như đang sống trong hai thế giới tách biệt ở nhà bố mẹ luôn yêu thương lo lắng cho cô và các em trong khi đó, bên nhà chồng, cô chỉ là người ngoài, không hơn không kém. Tình thương của bố mẹ ruột, những giây phút ấm áp bên gia đình trở thành điều cô không bao giờ có thể tìm thấy ở nhà chồng. Buổi sáng trời đẹp, Hoài chuẩn bị mọi thứ để về nhà ngoại, lòng cô tràn đầy háo hức. Hoài vừa quàng thêm cái khăn vừa dục chồng. "Anh xách đồ ra xe hộ em đi, cẩn thận không sót của em đấy." Nghe vợ nói, Hùng cũng lật đật sách túi to túi nhỏ ra xe. Yên tâm, anh đếm đủ cả rồi. Mình đi thôi kẻo muộn rồi. Hoài gật đầu rồi cầm túi sách, đếm lại mấy cái phong bao lì xì rồi đi theo sau chồng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, Tâm đã đứng sẵn ở đó. Ánh mắt liếc qua mấy túi đồ trên tay của Hùng rồi sẵn giọng. Chị lại bòn rút gì của nhà chồng để đem về cho bố mẹ chị thế? cái nhà này rồi cũng đến lúc bị chị tha về làm giàu cho nhà ngoại hết thôi. Hoài chưa kịp nói gì thì Hùng đã lên tiếng bảo vệ vợ. Đây là quà anh mua cho bố mẹ vợ, em có muốn kiểm tra không hay nghi ngờ cả anh trai mình? Tâm sững người lại trước lời nói của anh trai, đành tức tối quay lưng bỏ vào nhà. Hoài nhìn theo, lòng nhẹ nhõm khi chồng đứng ra bênh vực mình cô nhẹ nhàng leo lên xe rồi ôm quanh eo chồng hoài chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn khi có chồng yêu thương tâm nằm dài trên giường lắng nghe tiếng xe máy của anh hùng và chị hoài nhỏ dần rồi mất hút nơi đậu ngõ lòng cô bùng lên một cơn tức giận không thể kìm nén cô ghét hoài ghét đến mức chỉ cần nghĩ đến là máu trong người lại sôi lên trong mắt tâm có một người chị dâu như Hoài, thật là nhục nhã. Cô luôn tự hỏi, làm sao một người như Hoài lại có thể bước chân vào gia đình mình? Tầm nhớ đến anh Hùng, người anh trai mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Anh là người thành đạt, được nhiều người kính nể, gia đình cũng thuộc hàng danh giá, có truyền thống tri thức bao đời. Vậy mà, anh lại đi cưới một người con gái xuất thân từ gia đình nông dân, suốt ngày chân lấm tay bùn hình ảnh hoài với đôi bàn tay thô giáp làn da dám nắng và dáng vẻ chân chất luôn khiến tâm cảm thấy chán ghét cô không thể chấp nhận được việc hoài với cái nguồn gốc quê mùa như vậy lại trở thành chị dâu của mình tâm lăn lộn trên giường nghĩ đến những lúc bạn bè đến chơi và dì tai nhau những câu nói châm biếm về hoài ê nhìn chị dâu mày kia giả quá Nhìn cứ như mẹ mày ấy. Quê mùa thế, ai mà không biết, còn tưởng là người giúp việc nhà mày nữa. Những lời xì xào đó, Tâm càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cảm giác nhục nhã như trùm lên tâm trí. Làm sao mà một người như hoài lại có thể đứng ngang hàng với gia đình mình được? Bạn bè của Tâm, ai nấy cũng đều xuất thân từ những gia đình danh giá. Vậy mà giờ đây, cô lại phải chấp nhận một chị dâu quê mùa trước mặt họ. Điều đó khiến cô không thể chịu nổi. Mỗi khi nhìn thấy Hoài, trong đầu tâm chỉ toàn là sự so sánh với những người yêu trước đây của anh Hùng. Trước kia, mỗi cô gái mà anh dẫn về đều đẹp đẽ, sang trọng, sành điệu, từ cách ăn mặc đến cử chỉ, thế mà cuối cùng anh lại chọn một người như Hoài, một kẻ quê mùa, không có gì nổi bật thậm chí còn xấu xí hơn nhiều so với các cô gái khác. Tâm không hiểu nổi tại sao anh trai mình người có thể chọn bất kỳ ai trong số những cô gái xuất chúng đó lại đi chọn Hoài, một người hoàn toàn không xứng đáng. Tâm bực tức ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thể chịu nổi cái cảnh phải nhìn Hoài sống trong nhà này lâu thêm nữa. Trong đầu Tâm nảy sinh những suy nghĩ độc ác cô muốn đuổi Hoài ra khỏi nhà. Muốn tìm mọi cách để chứng minh rằng Hoài không bao giờ có thể xứng đáng với anh trai mình. Làm sao một kẻ như chị ta lại dám bước chân vào gia đình này chứ? Chị ta chỉ là kẻ ăn bám, chẳng làm được trò chống gì. Tâm nghĩ thầm, đôi mắt hẳn lên sự thủ ghét. Từ ngày Hoài về làm dâu, Tâm đã không ngừng nghĩ đến việc đuổi chị ra khỏi nhà. Cô biết Hoài không bao giờ có thể hòa hợp với gia đình mình và Tâm chắc chắn sẽ không để yên cho điều đó xảy ra. Chị ta không xứng đáng và chị ta phải đi khỏi đây. Để xem chị chịu được bao lâu. Tâm nghiến rằng lòng đầy toan tính. Cô quyết tâm sẽ khiến cuộc sống của Hoài trong gia đình này trở thành một cơn ác mộng. Và cuối cùng ép buộc chị ta phải tự rời đi. Hoài vừa về nhà mẹ đẻ ăn Tết được vài ngày. Không khí trong nhà dường như yên ắng hơn. Tâm, người đã quen với việc gây sự với chị dâu, giờ lại cảm thấy trống trải và buồn chán. Không có Hoài để chọc tức, Tâm đâm ra mất hứng. Cô ta ngồi trước gương ngắm mình một lúc rồi quyết định sách giỏ đi mua sắm để giết thời gian. Dù mới 19 tuổi nhưng Tâm chẳng đi học đại học, cũng không đi làm, chị ở nhà ăn bám bố mẹ. Gia đình giàu có nên việc tâm không phải làm gì vẫn được nuông chiều là điều mà cô ta coi là hiện nhiên. Bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp, tâm tỏ vẻ sành điệu khi ngắm nhìn những bộ váy đắt tiền treo trên giá. Cô cầm thử một chiếc váy, ánh mắt hài lòng, lướt qua từng đường kim mũi chỉ. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt dừng lại khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc phía cuối cửa hàng một cô gái đang đứng lựa đồ với dáng vẻ rất sang chảnh, khiến Tâm cảm thấy có chút gì đó ngưỡng mộ. Cô gái đó bỗng nhìn qua Tâm rồi nở một nụ cười nhẹ và bước đến, giọng nói nhẹ nhàng thân thiện. Chà, lâu lắm mới gặp lại Tâm, dạo này em thế nào? Chị là... Tâm nhíu mày, cô nhớ xem cô gái trước mặt là ai. Bỗng cô à lên một tiếng. Đây chẳng phải là chị Nga, người yêu cũ của anh Hùng sao? Tâm nhìn Nga từ đầu đến chân, không giấu được sự ngưỡng mộ. Nga vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn lộng lẫy hơn. Cô ta mặc một bộ váy hàng hiệu tinh tế, đôi giày cao gót bóng bẩy và chiếc túi sách đắt tiền. Tâm chết miệng nghĩ thầm. Người như thế này mới xứng đáng với anh Hùng chứ. Không phải cái loại quê mùa như hoài. Tâm cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt không giấu được sự thán phục. "Chị Nga, chị dạo này trông vẫn đẹp quá, mà còn sang chảnh hơn trước nữa." Nga mỉm cười, cô ta biết rõ sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của Tâm. Sau một vài câu hỏi xã giao, họ nhanh chóng trò chuyện thoải mái hơn. Nga khéo léo dò hỏi về cuộc sống của anh Hùng và gia đình Tâm. Khi nghe Tâm kể về sự bất mãn với Hoài, Nga cười khẩy, ra vẻ hiểu biết. "Chị cũng chẳng ngạc nhiên, hoài thì sao xứng được với anh hùng của em chứ, phải không? Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi, ai giờ cũng có cuộc sống riêng, đó là lựa chọn của anh trai em, nên chị cũng không dám có ý kiến gì." Câu nói của Nga như khơi gợi thêm nỗi bất mãn trong lòng Tâm. Cô ta thấy Nga thật đúng mực đúng với hình ảnh người phụ nữ mà anh trai cô xứng đáng có được. Sau một hồi trò chuyện, Nga bất ngờ nói. À, tiện đây chị thấy em có vẻ thích chiếc túi này. Chị mua tặng em nhé. Coi như là quá lâu ngày chị em mình gặp lại. Tâm nhìn chiếc túi hàng hiệu mà Nga chỉ, tim đập thình thịch. Đó là chiếc túi mà cô đã ngắm nghĩa từ lâu, nhưng chưa đủ tiền để mua tâm vội vàng từ chối vài câu cho phải phép ơ ờ, em không dám nhận đâu chị ơi nhưng nga nhanh chóng gạt đi có gì đâu một món quà nhỏ thôi mà chị em mình thân nhau không phải khách sáo tâm không giấu nội niệm vui sướng cô nhận chiếc túi tự tay nga trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc đây mới là người phụ nữ hoàn hảo cho anh hùng cô nghĩ thầm vừa xinh đẹp lại giàu có và sành điệu trước khi rời cửa hàng nga và tâm trao đổi số điện thoại tâm mời nga khi nào có dịp ghé qua nhà chơi nga mỉm cười đầy toàn tính chắc chắn rồi chị sẽ qua thăm em sớm trở về nhà tâm đặt chiếc túi hàng hiệu lên giường ngắm nghía mãi không chán cô nằm xuống đầu óc cứ nghĩ mãi về nga chồng chị ấy thật hoàn hảo tâm mơ màng suy nghĩ. Giàu có, sành điệu, lại còn hào phóng. Đúng là mẫu người anh hùng nên cưới từ đầu. Nếu anh mà lấy Nga, chắc hẳn nhà mình sẽ có thêm phần danh giá. Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tâm, làm cô thêm ghét Hoài nhiều hơn. So với Nga, Hoài thật quá tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Từ ngày về làm dâu cũng chưa hề tặng cô ta một món đồ nào đắt tiền. Tâm bắt đầu nung nấu kế hoạch để đưa Nga trở lại cuộc đời anh hùng và làm thế nào để đuổi Hoài ra khỏi nhà. Hoài trở về nhà chồng sau mấy ngày ăn Tết ở nhà ngoại, tay sách nách mang nào mấy đòn bánh trưng vuông vắn, mấy con gà thả vườn đã làm sạch sẽ mà bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn. Vừa bước vào nhà, Hoài hào hứng chia sẻ với mẹ chồng. Mẹ ơi, đây là đồ sạch bố mẹ con tự làm đấy ạ bánh trưng và thịt gà này toàn đồ nhà nuôi. Còn mang về biếu ông bà ăn Tết cho vui. Bà Nguyệt nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ nhưng không mấy hào hứng. Ngồi trên ghế sofa, tâm lập tức bĩu môi, không bỏ lỡ cơ hội để buông lời chê bai. tưởng cái gì? Đồ nhà quê thế này cũng bày đặt đem biếu. Ngoài chợ chắc thiếu đấy. Chỉ cần có tiền thì chị muốn một cái đồ sạch, chứ chục cái đồ sạch cũng có lúc nào từ nhà ngoại về cũng tha lôi, làm như nhà này chết đói không bằng ấy. Câu nói sắc lạnh của tâm như tát vào mặt hoài, khiến không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Hùng vừa bước vào nhà, thấy em gái buông lời cay nghiệt, không nhịn nổi, anh quay sang, nghiêm mặt mắng. Tâm, em nói kiểu gì đấy? Đồ của bố mẹ vợ anh là đồ quê, nhưng sạch và là tấm lòng của các cụ. Không ăn thì thôi, đừng có ăn nói hỗn hào như thế tâm bị anh trai quát trước mặt mọi người lòng đầy bực tức vùng vằng định bỏ lên phòng nhưng đúng lúc ấy có tiếng xe máy ngoài cổng rồi tiếng hỏi thăm vọng vào tâm khựng lại vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi khi nhận ra đó là ai cô nhoài ra cửa và ánh mắt sáng rực khi thấy nga xuất hiện ăn mặc sang trọng đôi môi đỏ rực tươi cười chào hỏi mọi người tâm ngay lập tức chảy ra đón nga gương mặt dạng dỡ hẳn lên khác hẳn với vẻ khó chịu lúc nãy cô cố ý liếc về phía hoài trong ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng chị nga đến chơi chị vào nhà đi em chờ mãi nga cười tươi bước vào nhà cúi đầu chào ông đức và bà nguyệt hùng hơi bất ngờ khi thấy nga liền hỏi nga sao em lại ở đây nga chưa kịp trả lời Tâm đã chen vào, giọng đầy tự hào. Là em mời chị ấy đến chơi. Chị Nga qua đây để chơi Tết. Anh không thấy à mà còn hỏi. Nga mỉm cười, rồi khéo léo đặt những túi quà đắt tiền lên bàn, rồi nói giọng dịu dàng. Dạ con đến chơi cũng chẳng có gì. Chỉ có mấy túi quà biếu hai bác, ăn lấy thảo ạ. À. Trên bàn bày nào yến xào, nhân sâm quý hiếm, được gói ghém cẩn thận trong những hộp quà sang trọng bà nguyệt nhìn những món quà giá trị có phần ngạc nhiên còn ông đức thì chỉ im lặng không nói gì hoài đứng bên cạnh nhìn những hộp quà được mạ vàng mạ bạc rồi vô thức nhìn lại những đòn bánh trưng và thịt gà mình mang về sự đối lập rõ ràng giữa những món quà giản dị của cô và sự hào nhoáng từ nga khiến hoài cảm thấy lúng túng Cô cúi đầu, tay hơi run khi giữ lấy túi đồ. Cảm giác tự ti ùa đến không cách nào tránh khỏi. Hùng nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của vợ, liền bước tới kéo nhẹ tay Hoài, nói với Nga: "Cảm ơn tấm lòng của Nga, nhưng bố mẹ tôi không quen dùng mấy thứ này, làm phiền Nga mang về cho." Nhưng tâm lập tức cắt ngang, giọng điệu mỉa mai: "Anh nói gì thế, người ta đã mất công đem đến?" lại bảo đem về là sao mấy món đồ quý giá như thế này phải để bố mẹ dùng đồ đắt tiền như yến xào nhân sâm mới xứng đáng với bố mẹ chứ chứ đâu phải mấy cái đòn bánh trưng bánh tét nhìn là ngán kia ông đức và bà nguyệt lúng túng nhìn nhau rõ ràng họ không muốn làm mất lòng ai nhưng tình huống này lại vô cùng khó xử tâm chẳng để ý đến thái độ của họ liền nhanh chóng ôm lấy tay nga dẫn cô vào nhà với vẻ mặt hớn hở. bà Nguyệt bất giác nhìn sang Hoài, lòng đầy băn khoăn. nhưng trước khi bà kịp nói gì, Hoài đã mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi. mẹ, con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ một lát ạ. À? ừ, con đi đi. Hoài bước lên cầu thang, dáng vẻ bình thản nhưng trái tim nặng trĩu. Tâm và nga ở phía sau vẫn tiếp tục nói cười vui vẻ tiếng cười vang lên như nhấn chìm hoài vào cảm giác lạc lõng. Dù là con dâu trong nhà, nhưng trong khoảng khắc này, cô lại cảm thấy mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ và cô độc. Hoài mệt mỏi ngồi xuống mép giường, đôi tay buông thõng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ dối bời. Sự xuất hiện của Nga cùng những món quà sang trọng đã khiến cô không khỏi cảm thấy lạc lõng. Nhìn cách mà tâm vui vẻ đón tiếp Ánh mắt đắc thắng của cô em chồng Càng làm hoài thêm nhói lòng Và điều khiến cô suy nghĩ nhiều hơn cả Là vẻ lúng túng thoáng qua Trên gương mặt của Hùng Khi nhìn thấy Nga Cô thở dài Mắt nhìn ra cửa sổ Nhưng tâm trí lại trôi về những khoảng khắc khó chịu Vừa trải qua Đúng lúc đó Cánh cửa phòng khẽ mở Hùng bước vào nhìn thấy vợ với vẻ mệt mỏi anh nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hùng khẽ hỏi tay đặt nhẹ lên vai hoài ánh mắt anh đẩy lo lắng em mệt à hoài quay sang nhìn chồng do so dự một chút trước khi cất lời anh với cô gái lúc nãy có chuyện gì giấu em đúng không hùng giật mình đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi lúng túng Khoảng khắc đó không qua khỏi ánh mắt tinh ý của Hoài. Cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn khi Nga xuất hiện. Và giờ đây cô muốn có câu trả lời. Hùng im lặng vài giây rồi thở dài. Biết rằng mình không thể trốn tránh. Anh nắm lấy tay Hoài, khẽ siết nhẹ. Giọng anh chân thành và đầy sự thành thật. Nga và anh đã từng yêu nhau khi còn học đại học. Nhưng chuyện đó đã kết thúc từ rất lâu rồi. hoài cảm thấy tim mình khẽ thắt lại nhưng cô vẫn im lặng không ngắt lời anh đợi anh nói tiếp hồi đó bọn anh yêu nhau nhưng rồi nga quyết định đi du học cô ấy chọn con đường riêng của mình còn anh ở lại cả hai chia tay trong yên lặng và từ đó anh và cô ấy không còn liên lạc nữa chuyện giữa bọn anh đã chấm dứt từ rất lâu rồi và giờ đây anh chỉ có em anh không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa em tin anh chứ hoài lắng nghe lòng cô dần lắng dịu khi thấy sự chân thành trong từng lời nói của hùng cô nhìn anh đôi mắt chạm nhau và cô có thể cảm nhận rõ sự kiên định trong ánh mắt của chồng một làn sóng bình yên chảy qua lòng cô xóa đi những lo lắng ban đầu hoài biết cô có thể tin anh cô mỉm cười dịu dàng Em hiểu rồi, em tin anh." Hùng siết nhẹ tay Hoài, trong ánh mắt anh vợ luôn là người thấu hiểu và là người con gái anh tin tưởng nhất. Từ ngày hôm ấy, thỉnh thoảng Nga lại ghé qua nhà chơi, lúc nào cũng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, nói cười thân thiết với mọi người, như thể rất thân thiết. Đôi khi cô ta còn ở lại ăn cơm với gia đình. Tâm thì lúc nào cũng quấn lấy Nga, hai chị em cười nói díu dít bàn chuyện thời trang, làm đẹp như thể chi kỷ. Vì tâm bảo nga là bạn nên ông Đức và bà Nguyệt cũng không tiện từ chối những lần cô ta qua chơi. Hùng bà vợ cứ lờ đi, xem Nga như là không khí là được. Một buổi tối sau bữa cơm, khi Hoài đang dọn dẹp trong bếp, Hùng ra ngoài sân để sửa lại mấy chậu cây cảnh mà ông Đức nhờ. Trời đã tối, sân vắng lặng, chỉ còn Hùng loay hoay với những chậu cây. Đột nhiên, một mùi nước hoa nồng nặc phảng phất trong không khí, khiến anh phải chun mũi khó chịu. Nga từ từ bước ra, dáng vẻ ỏng ẹo tiến lại gần Hùng. "Anh làm gì vậy ạ? À? Để em ra đây phụ anh cho nhanh nhé." Hùng không ngẩng lên, vẫn tập trung vào công việc của mình, nhưng anh nhận ra sự hiện diện không mấy thoải mái của cô ta trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh trả lời mà không quay lại. "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi tự làm được, Nga vào nhà đi." Nga khẽ bước lại gần hơn, không bỏ cuộc. "Sao anh lại khó chịu như vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà." Nga dừng lại, nhìn hùng một lúc rồi bắt đầu bày tỏ. "Anh à, em thật sự rất tiếc vì năm xưa đã chọn rời xa anh." sau này khi đã trải qua bao chuyện em mới nhận ra rằng anh mới là mảnh ghép hoàn hảo của đời em em đã lập tức trở về để tìm anh và em đã hối hận rất nhiều khi biết anh đã lấy vợ hùng ngừng tay nhưng không đáp cố tình lảng tránh ánh mắt của nga cô ta tiếp tục giọng nói đầy tiếc nuối anh còn nhớ không anh từng rất yêu em quan tâm chăm sóc em từng chút một em lúc nào cũng nhớ những ngày tháng đó. Em biết anh đã yêu em rất sâu đậm. Em hối hận lắm. Hồng lắc đầu, thở dài một cách nặng nề. Anh đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Tôi bây giờ chỉ có vợ mà thôi. Nga nên quên chuyện quá khứ đi. Nói xong, anh lại ngồi xuống chỉnh chỉnh chậu cây, Nga khựng lại, đôi mắt lóe lên sự tức tối, nhưng cô ta không bỏ cuộc, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, nga cúi xuống để lộ phần ngực trắng nõn lấp ló rồi tiến gần hơn, khẽ nói, "Nhưng em thật sự vẫn rất yêu anh, Hùng à, em biết anh vẫn còn tình cảm với em, tại sao giờ anh lại lạnh lùng như vậy? Em biết anh từng yêu em rất nhiều." Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp đẽ mà. Anh biết không, em rất tiếc vì năm xưa đã chia tay anh. Em đã từng nghĩ rằng việc đi du học sẽ giúp em tiến xa hơn, nhưng giờ đây, em nhận ra mình đã sai. Hùng lập tức quay đi, ánh mắt anh thể hiện rõ sự chán ghét. Anh hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn nói: "Nếu cô đã không có chút tự trọng nào như vậy, thì tôi cũng nói thẳng với cô luôn ngày đó chính cô là người đã bỏ tôi mà đi theo người khác cô nói đi du học vì sự nghiệp nhưng tôi biết rõ sự thật là cô đi theo người đàn ông khác tôi không nói ra chỉ vì muốn giữ chút thể diện cho cô thôi nếu cô không biết điều thì đừng có trách tôi sự thật mà hùng vừa nói khiến nga bàng hoàng cảm giác như mình vừa bị tát vào mặt cô ta đứng đơ người không thốt nên lời nhưng hùng không để ý đến phản ứng của cô ta anh chỉ lạnh lùng quay người đi bước thẳng vào trong nhà bỏ lại nga đứng đó cô ta siết chặt tay lòng tràn ngập cảm giác tức giận sao anh có thể đối xử với em như vậy anh đã quên tất cả những gì chúng ta đã có rồi sao nga nghiến chặt răng lòng tràn ngập sự phẫn nộ Cô ta không ngờ Hùng đã biết hết mọi chuyện và càng không thể tin anh lại có thể đối xử với cô ta như thế. Mọi toan tính trong đầu Nga bỗng trở nên vô nghĩa trước sự kiên quyết và dứt khoát của Hùng. Tâm vội vàng chạy ra khi thấy Hùng bước vào nhà với khuôn mặt hầm hầm, cau có. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Tâm hiểu ngay rằng chuyện giữa anh trai và Nga không hề suôn sẻ. Cô liền chạy ngay ra sân gặp nga đang đứng đó với vẻ buồn bã không kìm được tò mò tâm vội hỏi sao rồi chị anh em có nói gì không nga thở dài ra vẻ buồn bã đôi mắt long lanh như sắp khóc cô ta nhẹ nhàng lắc đầu giọng nghẹn ngào giả tạo chị không hiểu nổi nữa tâm ạ à. anh em không biết đã bị vợ cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà chị nói gì anh ấy cũng không nghe Dường như anh ấy đã quên hết mọi kỷ niệm đẹp trước đây giữa hai người bọn chị. Chị đi du học để phát triển bản thân, chứ có lỗi gì đâu mà anh Hùng lại lạnh lùng với chị như vậy. Lại còn mắng mỏ, xua đuổi chị nữa. Nghe đến đây, tâm giận sôi máu, cô ta đứng phát dậy, ánh mắt đầy căm phẫn. Anh em, chắc chắn đã bị con hồ lý tinh kia hớp mất hồn rồi. Chứ người xinh đẹp khuyến rũ như chị mà anh ấy lại từ chối. Đúng là không thể hiểu nổi. Nga cúi đầu ra vẻ buồn bã, nhưng trong lòng thầm mỉm cười khi thấy tâm phản ứng như vậy. Cô ta biết mình đã kéo được tâm về phe. Tâm chính là chìa khóa để cô ta thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ cần tâm tiếp tục đứng về phía mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tâm đứng một lúc suy nghĩ rồi nảy ra một ý tưởng đôi mắt cô ta sáng lên quay sang nga với vẻ đắc thắng chị nga em có cách rồi để anh hùng quay lại với chị thì chị phải làm cho vợ chồng nhà ấy cãi nhau chỉ cần hai người họ bất hòa chị mới có cơ hội nga khẽ nhướng mày dù đã đoán trước điều này nhưng cô vẫn giả vờ như đang nghe một kế hoạch hoàn hảo ý em là sao phải làm thế nào để khiến họ cãi nhau tâm mỉm cười nham hiểm, giọng cô ta đầy tính toán. Chỉ cần gây ra vài hiểu lầm nhỏ giữa họ Rồi từ từ đẩy mọi chuyện đi xa hơn Chị phải ở lại đây Chúng ta dễ hành động hơn Em sẽ xin phép bố mẹ cho chị ngủ lại tối nay ở đây Nga nhìn tâm Ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn Cô biết rằng với sự trợ giúp của tâm Kế hoạch phá hoại hạnh phúc của Hùng Và giành lại anh đã bắt đầu Tối đó, Tâm xin phép bà Nguyệt. "Bố mẹ ơi, chị Nga với con có nhiều chuyện muốn tâm sự, chị ấy ở lại ngủ với con một đêm được không ạ? À? Tụi con nói chuyện cho thoải mái." Ông Đức và bà Nguyệt vốn đã quen với việc chiều chuộng con gái, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Họ chẳng mấy may nhận ra ánh mắt khó chịu của Hoài khi nghe thấy điều đó. Dù sao, Nga cũng là người yêu cũ của chồng cô. Điều này không phải là hai ông bà không biết Nga khẽ cười thầm trong lòng Cô ta biết Với tâm ở bên cạnh Kế hoạch phá hoại hạnh phúc của Hoài và Hùng Sẽ chỉ là vấn đề thời gian Chỉ cần khiến hai người họ cãi nhau Cô sẽ có cơ hội Chen vào Chiếm lại trái tim của Hùng Buổi tối hôm đó Tâm đứng thập thò trước cửa phòng của anh chị, ánh mắt đầy mưu mô. Cô chờ đợi đến khi Hoài bước vào nhà tắm rồi ngay lập tức lấy điện thoại, giả vờ hốt hoảng gọi cho Hùng, giọng run rẩy Anh ơi, em bị ngã, đau quá, anh lên giúp em với, nhanh lên. Hùng nghe tiếng em gái kêu cứu thì không chút chần chừ, hớt hải chạy lên phòng tâm. Cửa phòng hé mở, đèn ngủ bật mờ mờ, ánh sáng lờ mờ dọi vào bóng người nằm im trên giường, phát ra tiếng rên khe khẽ lo lắng hùng vội lao đến tâm em ngã đau chỗ nào sao không trả lời anh không thấy người nằm trên giường đáp lại hùng càng thêm lo lắng anh vội vàng vòng tay qua eo người đó định bế lên để đưa xuống lầu nhưng ngay khi vừa ôm lấy người đó đột ngột vòng tay qua cổ hùng siết chặt hùng giật mình trong phút chốc cảm thấy có điều gì đó không ổn khi anh cúi xuống nhìn kỹ mới bàng hoàng nhận ra người trong tay mình không phải là tâm mà là nga người yêu cũ nga mặc chiếc váy hai dây mỏng manh gần như khoe trọn vòng một căng đầy gương mặt cô ta yếu ớt nhưng nụ cười lại thoáng qua đầy toan tính nga rên dị giọng yếu đuối mắt long lanh nhìn hùng anh hùng em đau bụng quá anh có thể đưa em đi bệnh viện được không Hùng lập tức buông tay, lùi lại với vẻ ngỡ ngàng, giọng gắt lên. Sao lại là cô? Tâm đâu rồi? Nga không để Hùng kịp thở, liền trồm tới, đẩy anh ngã xuống giường, giọng nũng nịu, nhưng đầy ý đồ. Em đau lắm, anh không thương em sao? Anh từng nói sẽ chăm sóc em cơ mà. Hùng chưa kịp phản ứng, dãy ruộng định ngồi dậy, thì bất chợt đèn trong phòng bật sáng. Cánh cửa mở toang, tiếng thét đầy tức giận của tâm vang lên. Hai người đang làm cái quái gì thế này? Hùng choáng váng, vội đẩy Nga ra và đứng bật dậy. Tâm đứng chặn ngay cửa, mặt đầy vẻ sừng sốt và giận dữ. Phía sau cô, Hoài cùng ông Đức và bà Nguyệt cũng có mặt. Cả ba người chân chối nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Bà Nguyệt đưa tay lên ngực, còn ông Đức chỉ biết đứng đó, miệng há hốc, không nói nên lời. Hoài với khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy cảnh tượng chồng mình và Nga trong tình huống khó xử ấy mà lòng thắt lại. Cô đứng yên như hóa đá, không thể tin nổi những gì vừa chứng kiến. Hùng lắp bắp, chưa biết phải giải thích thế nào thì Nga đã nhanh miệng, yếu đuối ngồi dậy, giả vờ yếu ớt nói: "Cháu đau bụng quá, nhờ anh Hùng đưa đi bệnh viện thôi ạ. À? Mọi người hiểu lầm rồi ạ." À? Nhưng lời giải thích của Nga chẳng làm giảm đi sự căng thẳng. Hoài nhìn chồng một lúc, đôi mắt ngập tràn thất vọng. Không nói một lời, cô quay lưng bước thẳng về phòng, nước mắt rưng rưng. Hùng hoảng loạn, vội chạy theo gọi lớn. Hoài, đợi anh giải thích. Hoài! Ông Đức và bà Nguyệt đứng bối rối, không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Bà Nguyệt cố gắng chấn tĩnh, kéo tay chồng và chạy theo Hùng về phòng, lòng đầy hoang mang. Tâm đứng đó, nở nụ cười đắc ý, liếc nhìn Nga với ánh mắt đầy toan tính, nháy mắt như thể vừa đạt được mục đích. Nga chỉ mỉm cười, vẻ mặt tự mãn. Hoài không thốt lên một lời nào, chỉ ôm chặt chiếc gối, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cô cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt trái tim nỗi tủi thân và đau đớn trào dâng trong khi đó hùng đứng lặng lẽ ở góc phòng không biết phải bắt đầu từ đâu lòng anh ngập tràn sự bối rối bà nguyệt đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai vợ chồng với ánh mắt lo lắng khẽ nói hai đứa có gì thì từ từ nói chuyện với nhau mẹ thấy chuyện cũng chưa có gì bà nguyệt nói xong cũng chẳng biết phải làm gì thêm nên đành rời đi Tiếng nức nghẹn của Hoài càng khiến Hùng thêm lo lắng. Nhưng anh không biết phải bắt đầu thế nào để giải thích. Cuối cùng Hoài cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc. Cô nhìn chồng, giọng chất chứa sự giận dữ và tủi hờn. Anh lừa dối em bao lâu rồi hả? Sao anh có thể làm như vậy? Em không muốn ở đây nữa, em sẽ về nhà ngoại. Hùng cuống cuồng xua tay, cố gắng giải thích. Không, anh không lừa em. Anh không hề biết đó là Nga. Anh quên mất hôm nay Nga ngủ lại nhà. Thật sự là không có gì cả. Em phải tin anh, anh bị oan mà. Anh thật sự không biết mọi chuyện đã thành ra thế này. Anh xin lỗi. Hoài nước nở, gạt nước mắt, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Anh không biết là ai mà lại ôm chặt lấy cô ta như thế. Anh nghĩ em là con ngu nên mới dễ bị lừa thế đúng không? Anh là đồ tệ bạc. Hùng bối rối, luống cuống nói, anh tưởng đó là Tâm, con bé gọi anh, nói nói nó bị ngã. Anh cuống qua, nên mới chạy vào mà không suy nghĩ gì. Anh không hề biết đó là Nga. Nghe đến đây, Hoài ngừng khóc, ngồi thẳng dậy, ánh mắt đam chiều suy nghĩ. Cô nhớ lại lúc nãy Tâm bước vào phòng, nói rằng ông Đức và bà Nguyệt cần gặp cô gấp. Nhưng chuyện lạ là xưa nay, nếu bố mẹ chồng có chuyện gì, họ đều gọi thẳng cho cô. Không bao giờ để tâm đi gọi thay, bởi có nhờ thì cô ta cũng chẳng làm. Sự thật bỗng chấp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoa nhìn thẳng vào mắt Hùng, bình tĩnh nói. Tại sao anh biết tâm bị ngã mà chạy lên? Ai bảo với anh? Hùng thành thật đáp. Thì con bé tâm gọi cho anh, nói bị ngã. Giọng nó hoảng hốt, nên anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ lo lắng chạy ngay lên thôi. Lời giải thích của Hùng là mọi thứ trong đầu hoài như bừng sáng. Cô ghép nối lại tất cả những sự việc đã diễn ra và cuối cùng cũng nhận ra rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là một màn kịch do tâm giản dựng. Tâm đã căm ghét cô từ lâu và giờ đây cô em chồng ấy đang cố tìm cách phá hoại hạnh phúc của gia đình mình. Hoài lặng người trong giây lát, chính em chồng cô người lẽ ra phải đứng về phía gia đình lại đang cấu kết với người ngoài để phá hủy hạnh phúc của anh trai mình tại sao tâm lại ghét cô đến mức này cô không ngờ ngay cả trò này mà tâm cũng nghĩ ra được cô hít một hơi sâu em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh phải hứa từ nay về sau đừng bao giờ hấp tấp như vậy nữa và nhất định có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết nhất là chuyện liên quan đến cái tâm chuyện hôm nay là bài học cho anh đấy hùng cảm thấy như một tảng đá nặng vừa rơi khỏi vai anh vui mừng khi nghe vợ nói rằng cô sẽ tha thứ hùng siết chặt tay hoài đầy quyết tâm anh hiểu rồi anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra nữa từ giây phút đó hùng nhận ra rằng nga không chỉ vô tình xuất hiện mà cô ta có ý đồ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh anh bắt đầu cẩn trọng hơn tránh tiếp xúc với nga chỉ cần thấy cô ta từ xa là anh đã mất hút bà nguyệt cũng dặn tâm ít giao du và đưa nga về nhà hơn bà cũng đã bắt đầu thấy nga không phải là người đường hoàng đứng đắn dạo gần đây tâm thường xuyên đi chơi qua đêm mà không nói rõ lý do và điều này bắt đầu khiến bà Nguyệt lo lắng. Ban đầu bà cũng không để ý vì từ bé tâm đã được bà cưng chiều. Nhưng tần suất con gái về khuya mỗi ngày một nhiều. Có những đêm tâm thậm chí không về nhà, chỉ sáng hôm sau mới phở phạc trở về. Bà Nguyệt lòng đầy lo lắng nhưng không biết phải làm sao để hỏi han cho phải một đêm nọ tâm trở về trong tình trạng say khướt lảo đảo bước vào nhà miệng còn nồng nặc mùi rượu bà nguyệt vội vã chạy đến đỡ con gái trời ơi còn đi đâu mà say thế này tâm chỉ làm nhảm vài câu vô nghĩa mắt lờ đờ không nhận thức rõ điều gì đang diễn ra bà nguyệt đỡ con vào phòng đặt tâm nằm xuống giường dù tâm đã ngủ bà vẫn không thể nào yên lòng cứ ngồi bên cạnh con mà nhìn, lòng ngộn ngang suy nghĩ. Đêm đó, bà Nguyệt không ngủ được, chỉ nằm thao thức. Nghĩ về những ngày gần đây, con gái cứ dần trở nên xa lạ, hờ một chút là cáu kỉnh. Sáng hôm sau, khi Tâm vừa thức dậy với gương mặt bơ phờ mệt mỏi, bà Nguyệt ngồi đợi sẵn, nhẹ nhàng gọi. Tâm, lại đây mẹ bảo. Tâm ngồi xuống, gương mặt rõ ràng tỏ ra khó chịu nhưng không nói gì. Bà Nguyệt nhìn con, ánh mắt đầy lo lắng. Dạo này con lạ lắm. Mẹ thấy con cứ đi chơi đêm suốt, lúc nào về cũng khuya, có hôm còn không về. Con đi đâu, làm gì mà không nói cho bố mẹ một tiếng? Tâm nghe xong thì lập tức cau có, bực bội đáp. Mẹ cứ lo chuyện của con mãi làm gì? Con lớn rồi, cũng cần có bạn bè. Chẳng lẽ cứ rú rú ở nhà mãi sao? Lớn rồi con có quyền được đi chơi chứ? Bà Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hơn. Mẹ không cấm con có bạn bè. Nhưng con đi chơi đêm về khuya suốt thế này, mẹ không yên tâm. Bạn bè nếu tốt, sao con không dẫn về cho bố mẹ gặp mặt? Nghe mẹ nói vậy, tầm gắt lên. Bạn bè con thì mẹ chẳng bao giờ ưng ý đâu, Dẫn về nhà, mẹ lại soi mói rồi bảo: "Không được thế này, không được thế kia." Chị Nga mẹ cũng cấm con không được dẫn về con gì. "Mẹ đừng nói nhiều nữa, để con yên." "Chị Nga, là mẹ thấy không đàng hoàng. Nó còn mồi chài cả anh con lên giường, con không thấy sao?" "Ai mồi chài? Thôi, mẹ im đi cho con nhờ, điếc cả tai." Bà Nguyệt lặng người, nhìn con gái mà không biết phải nói gì thêm ông đức nãy giờ ngồi im lặng bỗng đứng phát dậy ông bước đến dáng cho tâm một cái tát mạnh ai dạy mày nói chuyện với mẹ mày thế à chiều quá sinh hư phải không bố mẹ lo cho mày mà mày dám cãi hỗn như thế à tâm sững người đưa tay lên má mắt mở to kinh ngạc đây là lần đầu tiên trong đời cô bị bố tát lòng đầy tức giận và uất ức tâm nhìn chằm chằm vào ông đức giọng run lên vì phẫn nộ bố mẹ lúc nào cũng banh chị dâu bố mẹ có bao giờ nghĩ cho con đâu chị ta là đồ mặt dày anh hùng đã ngủ với chị nga rồi mà còn vênh váo không biết điều cái loại trơ trẽn như chị ta mới phải là người biến ra khỏi cái nhà này mới phải nghe con gái nói thế bà nguyệt tái mặt giọng bà trầm xuống đầy nghi ngờ có phải chính con là người đứng sau chuyện hôm trước không tâm mẹ đẻ ra con mẹ biết con như thế nào nhưng mẹ đã không dám nghĩ đến Không bao giờ có chuyện con lo lắng cho chị dâu Mà chạy xuống đi bà mẹ lên xem chị dâu bị đau đầu như thế nào Cả cái chuyện bắt gặp hôm đó cũng trùng hợp quá Phải không? Tầm lúng túng, mắt đảo qua đảo lại Nhưng không chịu thừa nhận Cô hét lên Để lấn át đi cảm giác trột dạ Bố mẹ đổ oan cho con Lúc nào cũng nghi ngờ trách móc con Còn chẳng làm gì sai cả Bà Nguyệt giận run người, ánh mắt sắc như dao. Không làm gì sai mà thế à? Trước nay, lúc nào con cũng kiếm chuyện với chị dâu. Mẹ đã không nói gì rồi. Nhưng làm gì cũng phải có giới hạn chứ. Đừng để mẹ phải nói lại lần thứ hai. Tâm nhìn mẹ với ánh mắt tức tối. Cô ta vùng vằng bỏ ra khỏi nhà, dậm chân thật mạnh xuống sàn. Bà Nguyệt nhìn theo con gái mà lòng chịu nặng, lo lắng không ngồi. Tâm bước vào nhà Nga, khuôn mặt hầm hầm đầy giận dữ, ném túi sách xuống ghế rồi kể lệ. Chết rồi, mẹ em phát hiện ra chuyện hôm trước rồi. Bà ấy nghi ngờ em bày trò với chị. Nga ngồi đó, vẻ mặt tỏ ra bối rối, nhưng trong lòng cô ta thầm nguyền rủa. Kế hoạch của Nga đã đổ bề, không những không thành công mà còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cô ta thầm mắng trong lòng, nếu không vì phải kiếm tiền trả nợ thì cô ta cũng chẳng thèm quay lại mà khuyến rũ hùng giờ thì kế hoạch thất bại lại còn bị phát hiện thì biết mòi tiền từ cái nhà này thế nào đây tâm nhìn nga với ánh mắt lo lắng giờ phải làm sao đây chị nga em thật sự không biết phải làm gì nữa bố em còn đánh em đây này nga suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười ngọt ngào tiến lại gần tâm, vỗ nhẹ vai cô. "Không sao đâu, chúng ta chỉ cần đổi kế hoạch thôi. Nghe chị nói này, em về nhà xin tiền mẹ đi, nói là để đầu tư. Chị có một kế hoạch làm ăn rất chắc chắn, chỉ là hơi thiếu vốn thôi. Một khi kiếm được gấp 3 gấp 4 lần, bố mẹ em sẽ phải hối hận vì đã mắng em. Lúc ấy, em muốn làm gì mà chẳng được, thậm chí còn đuổi cả chị dâu đáng ghét kia ra khỏi nhà cũng được nữa là." nhưng mà nhưng nhị cái gì em thấy hàng hiệu của chị không là chị đầu tư mà có đấy chị là vì thương em mới rủ em làm cùng chứ chuyện làm ăn chẳng ai lại đi chỉ cho người khác đâu nếu em không biết nắm bắt cơ hội thì chị cũng chẳng giúp gì được nữa em cứ trở về làm đứa con bị cả nhà coi thường và bị bà chị dâu đè đầu cưỡi cổ thôi Tâm nghe những lời ngon ngọt của nga, dần dần bị thuyết phục. Cô ta gật đầu đồng ý, lòng đầy hy vọng về viễn cảnh giàu có và quyền lực mà nga vẽ ra. Tầm quay trở về nhà, trong đầu đã lên kế hoạch hoàn hảo để xin tiền mẹ. Tối hôm đó, Tâm chủ động đến xin lỗi bà Nguyệt, giọng điệu tỏ ra hối lỗi. Mẹ, con biết con sai rồi, con xin lỗi vì đã hỗn hào với mẹ và bố. bà nguyệt dù vẫn còn giận con gái nhưng thấy tâm có vẻ biết hối lỗi lòng bà cũng mềm lại bà khẽ thở dài thôi mẹ chỉ mong con biết suy nghĩ lại nhưng con cũng phải làm lành với chị dâu đi đừng để trong nhà xáo xảo mãi tâm nghe vậy mà trong lòng không khỏi tức tối nhưng cô biết đây không phải là lúc để cãi lại cô chỉ cắn răng vâng dạ cho qua loa cho mẹ yên tâm sau đó bắt đầu chuyển sang kế hoạch xin tiền. Mẹ, con đang có cơ hội đầu tư làm ăn với bạn, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ có thể cho con vay khoảng 600 triệu được không? Nghe con gái nói đến số tiền lớn như vậy, bà Nguyệt sửng sốt, mặt biến sắc. 600 triệu á? Con nghĩ mẹ có nhiều tiền thế sao? Mẹ không có đâu. Mà con cũng không cần phải đầu tư gì cho mệt. Cứ ở nhà, mẹ nuôi con là được mẹ có để con thiếu thốn cái gì đâu nhưng mà đầu tư này chắc chắn có lời mẹ cho con mượn thôi sau này con sẽ trả mà mẹ biết nhưng mẹ không có nhiều tiền thế tiền bạc bố con giữ cả mà bố con thì con biết rồi đấy thôi đừng nhắc chuyện này nữa ăn táo đi con tâm nghe vậy thì giận sôi lên nhưng không dám cãi lại cô vùng vằng quay người bỏ lên phòng Ông Đức tuy chịu con gái thật, nhưng chuyện tiền nong ông rất khắt khe. Đời nào, ông lại cho một đứa ăn rồi chơi bời lêu lộng như Tâm, mượn số tiền lớn như thế. Cái tát hồi sáng của ông khiến Tâm khẽ dùng mình. Càng nghĩ, Tâm càng thấy bất công và giận dữ. Cơn giận cứ dồn nén trong lòng, nhưng khi ngang qua phòng bố mẹ, ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy cửa phòng hé mở. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng vắng vẻ, thấy không ai để ý đến mình, một ý định đen tối bỗng lóe lên trong đầu tâm. Cô nhớ rằng mình đã vô tình thấy mẹ mở két sắt và biết mật khẩu. Tâm không chần chừ lẻn vào phòng, lấm lét đến gần chiếc két. Đôi tay cô run run mở khóa và ngay khi két sắt bật mở, ánh sáng từ những dây chuyền vàng và nhẫn vàng bên trong làm mắt cô sáng rực lên. Không suy nghĩ nhiều, Tâm vơ hết tất cả số vàng nhét đầy vào túi sách, không quên lẩm bẩm. Mình chỉ mượn thôi, chứ mình có lấy luôn đâu. Khi nào có lời, mình sẽ mua về trả lại. Khi vừa bước ra khỏi phòng, Tâm bất ngờ đụng phải Hoài. Hoài thấy thái độ lấm lét của Tâm thì ngạc nhiên, đôi mắt giò xét hỏi: "Em vừa làm gì trong phòng mẹ thế?" tâm giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất hàm đáp. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi vào phòng mẹ tôi mà cũng phải trình báo với chị à? Nói xong, tâm vinh váo bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài câu khó chịu. Nhưng thái độ kỳ lạ của tâm khiến hoài cảm thấy bất thường. Linh cảm có điều gì không ổn, cô liền đi thẳng xuống nhà tìm bà Nguyệt. Gặp mẹ chồng, hoài nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, tâm vừa ở trong phòng mẹ, Mẹ nhờ em lấy gì ạ? À? Không, mẹ có nhờ nó lấy gì đâu. Vậy à? Thế thì lạ thật, con thấy em nó cầm gì đi ra ấy mà nhỉ. Nghe con dâu nói vậy, bà Nguyệt giật mình, vội vàng chạy lên phòng kiểm tra. Khi vừa đến nơi, bà hoảng hốt thấy két sắt bị mở toang, trống trơn. Số vàng và trang sức bên trong đã biến mất. Bà Nguyệt run rẩy, tay bám chặt vào cánh cửa, mặt trắng bệch gọi bố về ngay. Nó lấy hết rồi, nhanh lên, gọi cả công an. Hoài hốt hoảng chạy đi gọi ông Đức và không lâu sau, ông Đức trở về cùng công an để điều tra. Cả nhà bàng hoàng khi công an xác nhận số tài sản đã bị lấy đi, lên tới 500 triệu. Ông Đức sốt ruột mắng bà Nguyệt. Đấy, bà chiều nó cho lắm vào, rồi giờ sáng mắt ra chưa? Hùng cùng công an chạy đi tìm Tâm, còn Hoài thì ở bên không ngừng động viên bà Nguyệt. Tâm nằm vật ra giường, sau khi hít một hơi ma túy, mắt lờ đờ mệt mỏi hỏi Nga. Chỗ đó đủ rồi đúng không? Khi nào thì mình bắt đầu đầu tư vậy chị Nga? Nga ngồi cạnh bàn, cẩn thận đếm từng chỉ vàng lấp lánh trên tay. Ánh mắt cổ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm đủ để Tâm không nghe thấy. Nhà này giàu thật, Nhà này giàu thật Nhưng có đứa con gái ngu như bò Tâm mơ màng chờ đợi câu trả lời Nhưng không nghe thấy gì Cô lại yếu ớt hỏi Chị Nga Em hỏi sao chị không trả lời Nga đột nhiên quay lại Mắt sắc lạnh Giọng gắt lên không còn kiên nhẫn Cầm một Nằm yên đi Tâm giật nảy mình Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực Chưa bao giờ Nga nói chuyện với Tâm kiểu như vậy cô cố ngồi dậy ngơ ngác hỏi chị nga có chuyện gì thế sao chị lại nga không thèm trả lời chỉ ném cho tâm cái nhìn khinh miệt rồi quay sang gọi mấy người đàn ông cao lớn mặt mũi bạm trợn từ ngoài cửa bước vào họ đứng lừng lững ánh mắt lạnh lùng nga lôi từ túi ra vài tép ma túy ném về phía họ cho chú mày chơi cho đã xong rồi thì bán nó vào động làm gái thù lao vụ này đấy hàng ngon đấy chứ không phải như mấy con phò đâu mấy người đàn ông đón lấy tép ma túy rồi nhìn về phía tâm nuốt nước bọt tâm ngơ ngác đầu óc quay cuồng nhưng khi nghe đến câu đó cả người bỗng run dậy cô bật dậy gào lên trong sợ hãi chị nói cái gì bán tôi tôi là bạn chị mà tôi đưa tiền cho chị làm ăn rồi cơ mà nga cười lạnh bước tới gần cúi xuống sát mặt tâm giọng đầy châm biếm bạn á mày nghĩ tao chơi với mày vì thích làm bạn với mày chắc tao cần tiền mà mày thì ngu lắm không như thằng anh mày nên tao mới tiếp cận mày giờ tao lấy được số vàng này rồi bán mày đi kiếm thêm một khoản có lỗ gì đâu tâm như ngã sụp xuống mắt cô mở to không tin nổi vào tai mình cô lắp bắp giọng khản đặc vì sợ chị lừa tôi chị Khốn nạn. Nga nhún vai, giọng lạnh như băng. Số phận mày bây giờ là của tao. Mày thích chơi bời, giờ tao để mày chơi thoải mái. Mày nghĩ tao phải khổ sở mượn tiền để cho mày ăn chơi hút chích để làm gì? Trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí đâu, em gái ạ. À? Tâm điên cuồng vùng vẫy, cố gắng bò dậy khỏi giường, nhưng hai gã đàn ông đã tiến tới nắm chặt tay cô, ép cô xuống giường. Cô hét lên dãy giụa. Không, thả tao ra, cứu tôi với, có ai không? Nga chỉ đứng nhìn, đôi mắt đầy thở ơ. Tâm vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng thoát khỏi tay bọn đàn ông. Nhưng cô yếu hơn nhiều so với chúng. Một gã to lớn nắm lấy tóc cô, ép đầu cô xuống giường. Cô hoảng loạn gào khóc. Tha cho tôi, tôi xin chị, Số vàng đó tôi sẽ không đòi lại. Xin chị tha cho tôi. Nga không thèm đáp, chỉ quay người đi, ra lệnh. Nhanh lên, làm cho xong trước, rồi còn đưa nó đến cho người ta. Không còn nhiều thời gian đâu. Bọn đàn ông bắt đầu xé quần áo của Tâm. Tay cô bị trói chặt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy sợ hãi. Cô tuyệt vọng, không biết phải làm gì nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa. Theo sau là giọng hết đành thép. Công an đây, tất cả đứng yên. Nga và đồng bọn chưa kịp phản ứng, cửa phòng bị đẩy mạnh. Ánh đèn pin sáng rực, từng người bị còng tay, bị đè xuống sàn trong nháy mắt. Tầm vẫn còn bị trói, toàn thân run rẩy không ngừng. Hùng lao vào, mắt anh đỏ hoe khi thấy em gái mình trong tình trạng hoảng loạn. Anh vội vàng gỡ dây chói, ôm chặt lấy tâm vào lòng. Không sao rồi, em không sao rồi, anh đến rồi đây. Tâm ôm chặt anh trai, nước mắt cô tuôn trào. Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi. Cô khóc nức nở trong vòng tay anh, toàn thân vẫn run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Hùng chỉ biết vỗ về em gái, ánh mắt tràn ngập sự thương xót và nỗi đau. Sau khi Nga và đồng bọn bị bắt, Tâm được đưa vào trại cai nghiện vì sử dụng ma túy trong thời gian qua lại với Nga. Cô đã bị dụ dỗ vào con đường nghiện ngập này. Bà Nguyệt may mắn lấy lại được số tiền mà Tâm đã đánh cắp. Ông Đức tức giận nhìn vợ mà trách. Bà chịu nó quá, giờ thấy hậu quả rồi đấy. Tôi đã nói mà bà không nghe. Bà Nguyệt ôm mặt khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng cho con bà không ngừng trách móc bản thân vì đã quá nuông chiều Tâm. Ngày nào hoài cũng mang cơm vào trại cho Tâm, lo sợ em chồng không quen với đồ ăn trong trại. Cô nhìn Tâm ngấu nghiến ăn thì xót xa nói: "Ăn từ từ thôi, ngày mai em muốn ăn gì để chị nấu?" Tâm cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào: "Chị dâu, em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa đâu." Hoài nhìn em chồng, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Biết sai để mà sửa là được rồi, chị chỉ mong em sớm về nhà rồi làm lại cuộc đời." Tâm gật đầu nhìn chị sâu với ánh mắt biết ơn. Một năm sau, Tâm đã cai nghiện thành công và trở về nhà, không còn là cô gái bốc đồng nóng nảy của ngày xưa. Tâm giờ đây trở nên điềm đạm và biết quan tâm hơn đến những người xung quanh mỗi sáng cô thức dậy sớm phụ mẹ nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa không còn những cuộc cãi vã hay bực dọc như trước hoài với chiếc bụng đã bắt đầu nhô lên rõ rệt đang mang thai đứa con đầu lòng tâm mỉm cười tay nhẹ nhàng xoa lên bụng hoài chị cứ nghỉ đi để em nấu cơm cho phải chăm sóc chị dâu và cháu yêu chứ sắp làm gì rồi mà bà nguyệt từ trong nhà bước ra nhìn hai chị em thân thiết lòng bà tràn đầy niềm vui những ngày tháng lo âu đã qua đi giờ đây bà có thể yên tâm phần nào về đứa con gái dại dột của mình sau khi dùng bữa sáng tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mẹ con muốn mở một cửa hàng bán hoa quả ở chợ con muốn tự lập không thể dựa dẫm mãi vào gia đình được bà nguyệt xúc động nhìn con gái rồi gật đầu đồng ý con đã lớn rồi, biết suy nghĩ như vậy, mẹ vui lắm. Mở cửa hàng hoa quả cũng tốt, vừa có việc làm lại vừa ổn định. Tâm ôm lấy mẹ, cảm nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình. Cô quyết tâm xây dựng lại cuộc sống mới, chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Những ngày tháng tiếp theo, gia đình sống trong niềm hạnh phúc. Mỗi ngày, Tâm đều chăm chỉ quản lý cửa hàng hoa quả nhỏ của mình. Buổi tối về nhà lại cùng mẹ lo cơm nước và chăm sóc chị dâu. Không khí trong nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười nói vui vẻ. Mọi người đều háo hức chờ đợi thiên thần nhỏ của Hùng và Hoài chào đời. Hùng sau mỗi ngày làm việc trở về luôn dành thời gian bên cạnh vợ và gia đình. Mỗi khi nhìn thấy Tâm vui vẻ phụ giúp công việc nhà, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Hùng không nói gì, nhưng trong lòng anh biết ơn vì em gái đã thay đổi và quay trở lại con đường đúng đắn. Gia đình họ giờ đây không còn những biến cố, chỉ có hạnh phúc và niềm hy vọng. Thiên thần nhỏ sắp chào đời như một khởi đầu mới, mang lại ánh sáng cho cuộc sống của cả gia đình. Câu chuyện hôm nay xin được khép lại tại đây chúng tôi hy vọng rằng những trải nghiệm mà bạn vừa khám phá đã mang đến cho bạn những giá trị nhân văn sâu sắc đồng thời mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống và con người mỗi câu chuyện đều chứa đựng những bài học quý báu giúp chúng ta nhận ra rằng dù cuộc sống có nhiều thăng trầm thì tình yêu lòng nhân ái và sự kiên trì vẫn luôn là những điều tốt đẹp nhất chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn hãy chia sẻ về cảm xúc của bạn đối với câu chuyện này và những trải nghiệm cá nhân mà bạn đã có trong phần bình luận bên dưới nhé xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chân trời mới và những điều kỳ diệu trong cuộc sống Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, quả đúng là không sai quý vị ạ. À. Hôn nhân là cả một chặng đường dài mà ở đó, tình yêu không phải là thứ quyết định duy nhất, mà còn cả tình thương, sự bao dung, thấu hiểu và đôi khi còn có cả sự vị tha nữa. Ở cái trường đại học này, không ai là không biết đến cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Trang và Thành. Trang là hoa khôi quản trị kinh doanh, còn là đạt học bổng mấy năm liên tiếp. Thành cũng không kém cạnh, anh là bí thư đoàn trường, đẹp trai, năng nổ, được bao nhiêu bạn nữ thầm thương trộm nhớ. Ngày đầu Trang và Thành yêu nhau từ hồi cả hai còn học cấp 3, hẹn ước thi đỗ cùng một trường đại học. Đến nay đã là năm cuối, cả hai chỉ đợi ngày ra trường, có công việc ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Gia đình Trang là gia đình gia giáo, bố mẹ cô đều là giáo viên dạy trường cấp 3 ở gần nhà. Còn Thành thì có chút phức tạp hơn. Bố anh ngoại tình khi mẹ anh vừa mới sinh anh được 3 tháng. Rồi bố mẹ anh ly hôn, một mình mẹ anh vun vén gia đình, nuôi anh ăn học từ ấy đến giờ. Chàng này không phải là mẹ có ác cảm gì với thằng Thành, nó là thằng ngoan ngoãn, lại chịu khó. Nhưng mà con biết đấy, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, bố nó... Mẹ Trang thoáng ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Bố nó ngoại tình như thế rồi không biết sau này nó có thế hay không? Mẹ này, mẹ cứ lo xa thế làm gì nhỉ? Anh Thành anh ấy không có tính như thế đâu. Và lại, mẹ xem con gái mẹ xinh như hoa thế này thì ai mà nỡ lòng nào mà phản bội cơ chứ? Cha bố cô, cô chỉ được cái thế là giỏi. Đây không phải là lần đầu mẹ Trang nói bóng nói gió về điều này. Trang đều hiểu cả, cô đều gạt phát đi Người ta nói, cá không ăn muối cá ươn, quả đúng không sai chút nào quý vị ạ. À. Mãi sau này ngẫm lại, Trang mới thấm thía về lời nói năm nào của mẹ. Ba năm sau, Trang và Thành chính thức kết hôn. Hôn lễ của cô được đông đủ bạn bè, người thân chúc mừng. Ai cũng khen hai vợ chồng sao mà đẹp đôi thế. Chú rể thì hào hoa phong nhã, cô dâu xinh đẹp dạng ngời. Hai vợ chồng ai nấy đều có sự nghiệp ổn định, ra trường, cả hai cùng xin vào làm một công ty bất động sản. Trang đang là quản lý trưởng của một dự án. Thành thì nhờ vào tài ăn nói, cộng với sự tháo phát linh hoạt mà đã lên trước trưởng phòng khi tuổi còn rất trẻ, khiến ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Tân hôn mặn nồng, cuộc sống của hai vợ chồng trôi qua bình yên và hạnh phúc. Ngày ngày cùng đi làm, tối đến tan ca cùng nhau. Mẹ của Thành lại là một người phụ nữ hiền lành, hiểu chuyện nên chẳng bao giờ xảy ra cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Cưới nhau về được 5 tháng thì Trang cấn bầu. Khỏi phải nói, cả nhà hai bên nội ngoại ai nấy cũng đều vui mừng. Nhà Thành neo người, chỉ có một đứa con là anh, nên bà Liên, mẹ chồng Trang vui lắm. Bà lại càng cưng đứa con dâu này như cưng trứng mỏng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Trang bị nghén nặng, cô ăn gì nôn ấy, chỉ ngửi thấy mùi thức ăn là đã nôn. Có hôm đi làm, còn bị ngất xỉu ngay ở chỗ làm vì tụt huyết áp khiến cả nhà được phen chạy toán loạn em tỉnh rồi à sao rồi hả em trang mở mắt đầu óc quay cuồng choáng váng thấy bố mẹ nội ngoại với thành đều đang đứng vây quanh mặt ai cũng lo lắng hết sức em đang ở đâu thế anh còn ở đâu nữa con đang ở bệnh viện đấy cha bố cô làm cả nhà lo chết đi được mẹ trang thiếu chút nữa thì khóc nấc lên con nhớ là sáng nay ăn được chút cháo mà vào nhà vệ sinh nôn hết sạch, đang tính bước về chỗ làm thì trời đất tối sầm. Thế anh đưa em vào đây hả? Không anh thì ai nữa, làm anh lo chết lên được ấy." Trang cười hì hì, cô thấy ấm lòng vì biết mọi người ai cũng quan tâm cô, cô càng có động lực để cố gắng vì đứa con trong bụng. Sau đợt ấy, cả nhà bàn nhau cho Trang xin tạm nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Chứ để cô đi làm với tình trạng ấy Ai cũng không yên tâm Chàng thoáng lưỡng lự Rồi cũng gật đầu đồng ý Lúc này dưỡng thai là quan trọng nhất Thế mới thấy Phụ nữ chúng ta khổ thật đấy Phấn đấu hết mình vì sự nghiệp Rồi cũng phải hy sinh Lui về hậu phương để chăm lo cho con cái Hết thời gian 3 tháng Chàng bỗng thấy trong người khỏe khoắn hẳn ra Cô ăn được, ngủ được Chứ không như đợt trước nữa Vì con, cô lại càng cố gắng ăn uống tầm bổ bản thân. Bà Liên thấy cô con dâu ăn uống được thì vui lắm. Bà thương Trang như thương chính con gái của mình. Nhiều hôm nhìn Trang ăn vào nôn ra, mệt quá đến lừ cả người mà bà rơi cả nước mắt. Vì ăn được nên Trang tăng cân thấy rõ. Mới bầu năm tháng mà chân cô đã sưng phủ cả da, mụn bắt đầu nổi chi chít lên mặt, nổi cả ở lưng và trước ngực, da rẻ đen sạm cả da, Chàng chán đến nỗi không buồn cả soi gương. Mẹ ơi, có ai bầu mà xấu xí như con không hả mẹ? Bà Liên bật cười vì câu hỏi của Trang. Bầu bì thì ai mà chẳng phải xấu. Ngày xưa mẹ bầu thằng Thành, tăng cũng 20 ký, người cứ như con voi ấy. Nói đến đây, bà thoáng nghĩ lại. Ngày xưa, bà cũng từ cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, chỉ vì mang bầu mà tăng cân không kiểm soát, rồi sồ sề. Nên chồng bà mới sinh sự đi ngoại tình Bà có chút nghĩ ngợi Rồi lại gạt phát đi Tự chấn an chính mình Mình nuôi dạy thằng Thành hết mực Sao nó lại đi vào vết xe đổ của bố nó được Và lại hai đứa nó yêu nhau từ hồi cấp 3 cơ mà Bà động viên con dâu Chịu khó ít tháng nữa thôi Hôm nào sinh nở xong Mẹ bế con cho Con chỉ việc làm đẹp thôi nhé 6 tháng đi làm lại là lại ngon nghẻ liền thôi mà Trang cười hì hì vì câu nói của bà Liên Cô thấy mình may mắn vì có một người mẹ chồng tâm lý như thế, một người chồng quan tâm mình hết mực. Ngén ngủ nên tối chỉ mới 8 giờ là cô đã lên giường ngủ. Loáng thoáng có tiếng mở cửa đi vào nhà. Sau nay đi làm về muộn thế hả con? Gần 10 giờ rồi mới tan làm. Đợt này công ty con có dự án mới mẹ ạ, nên con hơi bận. Ừ, làm gì thì nhớ về sớm với vợ con nhé. Nó bầu bí, ngén ngẩm, dễ tủi thân lắm đấy. Vâng con biết rồi Mẹ dặn câu này sẽ phải đến chục lần rồi ấy chứ Cha bố anh Thôi mau tắm rửa nghỉ ngơi đi Thành nhẹ nhàng mở cửa phòng Ôm lấy Trang đang say sưa ngủ trong lòng Hồn nhẹ một cái lên chán Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Công ty Thành làm Đúng là mới nhận thêm một dự án mới Sát nhập nên cũng bận rộn vô cùng Trưởng dự án bên đối tác là Linh Cô gái cũng chạc tuổi Thành Linh thông minh nhanh nhẹn Và tháo vát vô cùng Cô cũng vô cùng xinh đẹp, mới vào công ty mà đã khiến bao anh chàng phải si mê như điếu đổ. Đã hơn một tháng nay, Thành và Linh hàng ngày đều cùng nhau đi bàn công chuyện, đi gặp đối tác. Tôi đến còn về công ty để cùng làm tăng ca với nhau. Nói không có gì rung động thì cũng không đúng. Cả hai đều đang tuổi dạo dực, lại chung đụng nhau mỗi ngày, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chẳng cần phải ai mở lời trước, những tin nhắn ngoài chuyện công việc hàng ngày càng dày đặc linh vốn là người khéo ăn khéo nói lại nhẹ nhàng ra vẻ hiểu chuyện nên có gì buồn bực thành đều tâm sự với linh chứ không còn tâm sự nhiều với trang như trước vì thực ra từ ngày ngén ngẩm bầu bí trang không những thay đổi về ngoại hình mà cả tính cách cô trở nên cáu gắt hơn khó chịu hơn những ngày hè nóng nực như đổ lửa chỉ ngồi thở thôi cũng thấy mệt lấy đâu ra mà tâm sức để nhẹ nhàng tâm sự với chồng như trước nữa tối đó vừa bàn xong xuôi một vụ làm ăn lớn cả tổ rủ nhau đi liên hoan thành là trưởng phòng không thể vắng mặt và tất nhiên cũng không thể thiếu linh được cả bọn đều thanh niên sung sức ai cũng vui mừng hớn hở vì chốt được một vụ lớn nên rủ nhau say tới bến cả chục con người hết ăn rồi nhậu lại kéo nhau đi hát karaoke chén vào chén ra, chẳng mấy chốc mà thành say bí tí. Linh ở kế bên cũng không còn tỉnh táo. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Sẵn lửa tình nhen nhóm đã lâu, Thành không đủ kiểm soát mà lao vào vòng tay của Linh, phản bội lại lời hứa thủy chung với vợ, phản bội lại mối tình 10 năm với vợ, phản bội lại gia đình nhỏ mà mình vừa mới xây dựng. Đêm ấy, Thành không về nhà, bà Liên cả đêm mất ngủ. Bà ngó qua phòng trang, thấy cô đã ngủ say từ lâu hôm nay vừa mới đi tiêm phòng uốn ván cô có phản ứng nặng với thuốc nên bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi cả ngày không ăn uống được gì chập tối chàng đã ngủ say thiêm thiếp bà nhìn mà thương con dâu não ruột vốn là người nhanh nhạy không phải là bà không nhận ra sự thay đổi của con trai mình dù chỉ là điều nhỏ nhất cũng không thể qua mắt được bà tối nay con trai lại không về bà e sợ chuyện gì không hay đã xảy ra. 5 giờ sáng, nghe tiếng mở cửa khe khẽ, bà chạy vội ra, thấy Thành đang lén la len lút, mở cửa bước vào nhà. Mày đi đâu mà giờ mới về? Con, hôm nay con phải tăng ca mẹ ạ. Tăng ca gì mà đến tận sáng hả, lại còn mùi rượu nồng nặc thế kia? Con có đi liên hoan chút với mọi người trong nhóm, hơi quá chén. Câu trước thì tăng ca, câu sau thì đi liên hoan, vậy rốt cuộc câu nào mới là thật? Mẹ, mẹ không tin con à Sao cứ vặn vẹo con mãi thế Mày lớn rồi Tự biết chuyện gì không nên làm Tự mà cân nhắc nặng nhẹ Đói rồi bà bỏ vào phòng Cái trang còn đang ngủ Nên bà không muốn làm ồn ào Sợ con bé tỉnh giấc Nhưng linh tính của người mẹ mách bảo Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi Bà nghĩ mà cứ bồn chồn cả ruột gan Thành đi tắm rửa thay quần áo Rồi dón rén vào phòng Vòng tay qua lưng trang Cô khẽ cửa mình Sao anh về muộn vậy? Hôm nay em mệt quá, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Một chút ăn năn xấu hổ cợn lên trong lòng thành. Hôm nay anh phải tăng ca, xong việc trong nhóm vừa chốt được dự án lớn, nên cả nhóm rủ nhau đi nhậu để em phải đợi rồi. Trang phụng phịu ghét anh, người ta mệt cả ngày hôm nay, chẳng được lời hỏi han nào. Anh xin lỗi hai mẹ con nhé, cuối tuần đỡ mệt, anh đưa hai mẹ con ra ngoài cho khuây khỏa nhé. Nói rồi, anh khẽ xoa xoa lên bụng bầu của Trang. Bố sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền để đón cục cưng ra đời nhé. Trang chẳng giận được lâu. Từ lúc yêu nhau đến giờ, có bao giờ Trang giận được lâu. Thành chỉ cần dỗ ngọt đôi ba câu, Trang sẽ mềm như bún. Chẳng còn nhớ nổi lý do mình giận là gì nữa. Sáng sớm hôm sau tới chỗ làm, Thành cố ý tránh mặt Linh. Chỉ vì chút men say không kiểm soát được mà Thành đã làm lỡ sở Linh phản bộ lại gia đình, thế nhưng trái lại, Linh lại thản nhiên như không có chuyện gì, cô vẫn vui cười, vui vẻ như không hề xảy ra chuyện gì vào tối qua. Buổi trưa, nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Thành ghé hỏi. "Linh này, chuyện đó, em hiểu, anh đừng bận tâm quá nhiều. Anh xin lỗi, anh thiếu kiểm soát quá." "Cũng không phải lỗi tại anh, cũng tại thôi, em không trách gì anh đâu." nói rồi linh quay đi bỏ lại thành với bao suy nghĩ một cô gái xinh đẹp giỏi giang như linh thiếu gì đàn ông theo đuổi mà lại bị một kẻ có gia đình như mình làm cho lỡ dở anh thấy có lỗi với cô rất nhiều muốn bù đắp mà không biết làm thế nào thế mới thấy đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông quý vị ạ à. chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt một mặt anh thấy có lỗi với vợ vô cùng một mặt anh cũng thấy có lỗi với người vừa qua đêm với anh về phía bà liên cả ngày nay bà cứ lo lắng bồn chồn không yên đến cả trang cũng thấy có gì đó bất thường mẹ mẹ làm gì mà cứ đi đi lại lại thế kia nhìn mà con chóng hết cả mặt mẹ có sao đâu con thấy thế nào giờ đã ổn hơn chưa bà cười hiền giọng nói đầy sự yêu thương ấm áp con đỡ rồi hôm qua mệt quá mẹ ạ con ngủ một mạch tới lúc anh thành về mới tỉnh dậy đấy mẹ ạ thằng thành dạo này nó về muộn quá để mẹ bảo lại nó Con không phải lo đâu nhé Không sao đâu mẹ Dạo này anh ấy đang có một dự án lớn Ngày nào cũng tăng ca là chuyện bình thường Con mới nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng chỗ làm Bảo nhóm anh ấy dạo này Ngày nào cũng tăng ca tới tận 9 mời giờ đêm đấy Ừ Con hiểu chuyện thế mẹ cũng đỡ lo Thôi ăn cơm đi con Nói là thế Nhưng tối đến bà cũng không sao ngủ được Sáng ngày ra bà quyết định Làm một việc bí mật Mới 7 giờ sáng Bà đã vội bắt taxi ra ngoài Đến trước tòa nhà trước mặt Bà lưỡng lự rồi mở cửa bước vào Chào bác Bác cần tìm ai ạ Cô lễ thân đòn đà chào mừng Chào cháu Cho bác hỏi ở đây có phải là công ty dịch vụ thuê thám thử điều tra không Dạ đúng rồi ạ Mời bác đi theo lối này Sẽ có người tư vấn cho bác Ừ cảm ơn cháu Một người đàn ông tầm 35 tuổi bước tới Anh ta tự xưng là Hiệp Chào bác ạ bác cần cháu giúp gì không à cháu cháu bác cũng nói luôn không bỏng bo nhé bác muốn cháu điều tra giúp một người vâng ạ à, bác cung cấp cho cháu chút thông tin nhé à bà liên biết mình muốn theo dõi con trai là điều không đúng thế nhưng linh tính của người mẹ khiến bà không thể nào ngồi yên được bà không muốn cái trang cô con dâu thảo của mình lại lâm vào vết xe đổ của bà như ngày xưa người ta nói đừng trông mặt mà bắt hình rong. Người ngoài đánh giá Linh là cô gái ngoan ngoãn và biết điều, thế nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoan ngoãn lừa người đó là con người mưu mô và xảo quyệt biết nhường nào. Lần qua đêm với Thành không phải là sự cố như Thành vẫn nghĩ, mà đó là cả một kế hoạch đã được Linh sắp xếp sẵn từ lâu. Cô nhớ lại buổi chiều thu năm ấy, lúc vừa bước chân vào cánh cửa đại học, cô đã đụng trúng ngay vào Thành. "Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh vô ý quá." Em không sao. Cảm ơn anh ạ. À. Để anh sách giúp đồ cho em nhé. Em ở đâu? Em ở ký túc xã nữ phía sau ạ. Cảm ơn anh. Linh nghĩ cô đã bị trúng tiếng xét ái tình với Thành ngay từ lúc ấy. Từ lúc vô tình va phải vào anh. Từ lúc nhìn thấy nụ cười như ánh nắng trói trang của anh. Cô vẫn luôn yêu thầm anh từ lúc ấy. Và tất nhiên cô được nghe về chuyện tình lãng mạn, mối tình của Thành và Trang. Từ yêu thầm, ghen tị, cô dần trở nên toan tính hơn muốn được có thành muốn đánh bại trang cô vẫn luôn dò la tin tức về cuộc sống hôn nhân của thành hai người càng hạnh phúc viên mãn cô lại càng nung nấu ý định xấu xa đó hơn biết được trang có bầu phải nghỉ việc ở nhà ngay lập tức cô đã xin vào làm việc công ty thành vào tổ dự án của thành và dần dần tiếp cận anh từng tí từng tí một buổi tan ca hôm ấy cô đã sắp sẵn kế hoạch anh thành hôm nay anh có rảnh không em buồn quá cô ả à, nhắn tin cho thành hôm nay anh xong việc chắc được về sớm sao vậy em em buồn chuyện gia đình quá anh có rảnh thì đi nhậu với em không hiểu sao được tâm sự với anh em thấy thoải mái lắm hích đợt này vợ anh mệt chắc anh không đi được rồi cô chỉ nhắn lại chữ vâng tỏ ý giận dỗi thua keo này ta bày keo khác thời gian còn dài chắc chắn cô sẽ khiến thành phải chết mê chết mệt cô tối hôm ấy Thành tan ca về sớm, bà Liên thấy mà vui lắm. Về rồi đấy hả con, vào tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Vâng ạ. À. Anh về rồi ạ, à? sao hôm nay anh về sớm thế? Chàng đang đứng trên tầng 2, thấy chồng về mà vui mừng không thôi. Nào, cẩn thận không té ngã bây giờ. Thành vội chạy lên dìu cô xuống. Bà Liên thấy vậy thì vui lắm, thấy hai con vẫn tình cảm, bà thở phào yên tâm. Dù đã thuê thám tử điều tra, nhưng bà vẫn mong đó chỉ là hiểu lầm, bà vẫn đặt niềm tin vào đứa con trai duy nhất của bà lắm. Chiều mai anh có về sớm được không? Bác sĩ hẹn tới khám lại đấy. Ừ, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Cái chàng nó được 8 tháng rồi đây đi lại vất vả lắm, còn sắp xếp công việc để đưa nó đi nhé." Bà liên nói thêm vào. "Vâng, con biết rồi ạ, à. không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Tất nhiên là em rồi, mẹ nhỉ?" Chàng nói rồi quay sang mẹ cười hì hì. Bữa cơm hôm ấy trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc. Đã lâu rồi Thành mới về nhà ăn cơm cùng vợ con như vậy. Bà Liên còn chủ động chụp ảnh lại hai vợ chồng, nói là để đăng Facebook làm kỷ niệm, để sau này cho cháu biết mẹ nó hồi mang thai đã vất vả biết nhường nào. Tối đến, hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Nói thật là từ khi Trang bầu bí, ngén hầm đến bây giờ, vì cái thai yếu nên Thành cũng cố gắng kiêng cữ cho vợ. Thế nhưng đang tuổi thanh niên trai tráng, nhiều lúc anh cũng thấy thật bí bách. Nhiều hôm nhìn vợ đang ngủ say, anh cũng muốn được thỏa mãn nhưng nghĩ lại nên đành thôi. Tối hôm ấy lỡ giải với Linh, đến giờ Thành vẫn chưa quên được cảm giác sung sướng ấy. Không thể phủ nhận, Linh là cô gái quyến rũ, xinh đẹp và rất biết cách chiều chuộng anh, khiến anh không sao quên được cảm giác ấy sáng hôm ấy đi làm linh tỏ vẻ là giận dỗi thành ra mặt khiến cho anh phải chú ý lúc họp cô cũng tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đến thành cô hiểu tâm lý đàn ông phải biết tiến biết lùi giờ là lúc cô ta phải lùi một bước để tiến thêm mấy bước em sao vậy giận anh gì à thành hỏi trộm cô lúc tan họp không có gì em là gì mà dám giận anh chứ thế mà không giận gì nữa chứ giận viết to đùng ở mặt rồi cái kia kìa thôi em không dám nói rồi cô tỏ vẻ ấm ức bước đi trước con trai mà bản năng là muốn che chở cô phải tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh thì anh mới càng tiến đến gần cô hơn hôm ấy cô giả vờ mệt phải xin về trước lại càng khiến cho thành lo sốt vó em sao vậy có chuyện gì sao thành nhắn tin ngay cho cô hôm nay em mệt mệt sao thế em không có gì em tự lo được em đừng làm anh lo chứ Em đã về tới nhà chưa? Em vừa về, đang nằm nghỉ chút. Vậy đợi tí, giờ anh qua liền nhé. Mới hơn 3 giờ chiều, nhưng Thành sốt sáng lắm. Giả vờ có cuộc hẹn với đối tác, anh phóng vội qua nhà Linh. Kinh con, kinh con, anh tới rồi à? Vào đi à? Linh bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, thế nhưng thứ khiến Thành chú ý là bộ quần áo trên người cô cô mặc một bộ quần áo ngủ vải lụa mong manh không đủ để che trọn bộ ngực đẫy đà cùng cặp mông cong vút của cô khiến thành phải lúng ta lúng túng em sao rồi anh có mua cháo tới cho em đây em tưởng là anh không quan tâm gì tới em nữa em tưởng là anh chỉ biết đến vợ anh thôi chứ linh tỏ vẻ ấm ức vừa nói cô vừa rơi nước mắt khiến thành thương xót không thôi em đừng nói thế anh vẫn luôn quan tâm em mà chỉ là chỉ là làm sao Cô vừa nói vừa bổ nhào vào lòng Thành, chỉ là vợ anh, cô ấy đang mang thai đứa con của anh, anh anh em cũng có thể, em cũng sẵn sàng mang thai cho anh mà anh Thành. Vừa nói, Linh vừa ôm chặt lấy Thành, bộ ngực căng tròn cọ vào trước ngực, hơi nước hoa nhàn nhạt, nhạt khiến cho Thành phải si mê. Anh toàn cúi xuống lau nước mắt cho Linh thì bắt gặp ánh mắt si mê của cô, cô nhìn anh đắm đuối, môi cô dần dần chạm vào môi anh. Thành cứng ngắc anh không phản đối cũng không có ý tiến tới bây giờ anh đang hoàn toàn tỉnh táo anh không thể đổ lỗi cho rượu như đêm hôm trước được anh đang làm chuyện có lỗi với vợ con anh anh đang phụ bạc lại cô ấy đang đi vào vết xe đổ của ba anh trước đây lý trí của thành đang gào thét còn linh thì đang chủ động mời gọi anh cô mơn trớn từ môi xuống cổ cởi dần từng nút cuốc áo của thành Cô biết Thành đã không còn có thể chịu đựng được lâu nữa đâu và suy nghĩ của cô là đúng. Chỉ mấy phút sau, dường như lý trí không thể thắng nổi con tim, Thành đã lao vào cô, cả hai lao vào nhau đắm đuối và si mê. Thành ở bên Linh tới tận 10 giờ đêm mới về nhà, bỏ quên luôn lời hứa đưa vợ đi khám thai tối qua. Anh đi đâu mà giờ mới mò cái mặt về hả? Vừa bước vào nhà, bà Liên hỏi ngay, vẻ mặt tức giận. Con đi làm mà mẹ hôm nay còn phải tăng ca. Anh đi làm, đi làm mà không thể gọi về cho vợ con một cuộc điện thoại hay sao? Anh có biết là cái trang nó gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi hay không hả? Lúc bấy giờ, Thành mới tóa hỏa, vội vàng rút điện thoại ra, đã sập nguồn từ lâu, màn hình tối om. Mẹ nhìn xem, điện thoại của con hết pin, tan làm là con vội về nhà có để ý đâu À? Anh đừng có mà bao biện, anh không giống nổi tôi đâu. Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu về con thế À? nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Bà Liên giận dữ bước vào phòng để lại cho Thành câu nói khiến anh đứng như trời trồng. Không phải mẹ đã biết được chuyện gì đấy chứ? Bước vào phòng, Trang đã ngủ từ lâu. Anh biết chắc chắn cô sẽ giận anh. Anh biết tính cô mà, cô ghét nhất là người thất hứa. Tắm rửa sạch sẽ, anh định ôm lấy Trang, nhưng cô gạt phát tay anh ra, không có ý định hòa giải. Tối hôm đó. Bà Liên đã biết chuyện Thành đi đâu và làm gì. Mọi nhất cử nhất động của anh đều được thám tử báo về. Anh đi tới nhà một cô gái đồng nghiệp từ 3 giờ chiều, rồi sau đó ở đó đến tận 10 giờ tối. Còn làm gì được nữa, trai đơn gái chiếc cùng ở trong một phòng mấy tiếng đồng hồ, thì liệu còn có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ gì khác nữa? Trưa hôm sau, bà đến quán cà phê dưới công ty Thành, muốn gặp riêng Thành để nói chuyện. Alo, Mẹ đang ở dưới công ty con Con xuống đây gặp mẹ chút có việc Thành vâng dạ rồi chạy xuống ngay Linh tính mách bảo mẹ đã biết chuyện gì đó Sao thế mẹ Có việc gì không để về nhà hắn nói Mà phải chạy ra tận đây à Con ngồi xuống đây Mẹ có chuyện muốn nói Bà Liên tiếp lời Mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện Vâng mẹ kể đi ạ à? Bố con ngoài tình Bỏ rơi mẹ khi mẹ vừa mới sinh con được 3 tháng Chắc con đã biết rồi chứ con biết rồi, sao bỗng dưng mẹ lại nhắc đến chuyện này à? Còn có chuyện này mà con chưa biết đâu. Hồi đấy mẹ mang bầu con được 8 tháng thì phát hiện bố con ngoại tình. Mẹ tính đến để nói chuyện cho ra lẽ thì cô ta quay qua lăng nhục mẹ, bảo mẹ là đồ phụ nữ xấu xí, không biết giữ chồng thì trách được ai. Con nói xem, mẹ vì ai mà trở nên xấu xí, mẹ vì mang thai con mới trở nên xấu xí thế, mà bố con, ông ta đâu có biết, ông ta còn chỉ chiết mẹ, bảo mẹ biến đi khỏi cuộc đời của ông ta. Hừ, thật đúng là loại chồng vô trách nhiệm. Chuyện qua lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì nữa à? Đừng cắt lời mẹ, hôm đó mẹ ở nhà một mình, bụng mang dạ chữa, người chồng đầu gối tay ấp lại phản bội mình. Mẹ nghĩ quẩn nên đã uống hết một hộp thuốc ngủ. May thay lúc đó có bà ngoại con tới thăm, phát hiện ra rồi đưa mẹ đi cấp cứu. Nếu không còn con có nghĩ là con có mặt ở đây để làm cái loại chuyện đáng xấu hổ kia hay không hả mẹ chuyện đáng xấu hổ là chuyện gì mẹ đừng có mà trách nhầm con như thế trách nhầm đến giờ mà con còn già mồm hả vừa nói bà liên vừa ném một sấp ảnh vào mặt thành anh sững sờ trước mặt anh là mọi nhất cử nhất động của anh khi bước vào nhà linh khi bước ra những lần hai người cùng đi uống cà phê đi ăn trưa mẹ mẹ cho người theo dõi con con giải thích sao về người phụ nữ trong ảnh? Con đã đi đâu làm gì? Con, con... Thành ấp úng. Mẹ thật sự thất vọng vì con lắm Thành ạ. À. Mẹ đã cố gắng nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành, không để con giống bố của con. Thế mà... Vừa nói, bà Liên vừa khóc. Bà khóc vì thất vọng với đứa con của mình. Bà khóc vì thương con dâu của mình. Bà khóc vì nhớ lại những gì đau khổ, tủi nhục nhất mà ngày xưa bà đã phải trải qua giờ đây lịch sử lại sắp sửa diễn ra một lần nữa mẹ con xin lỗi mẹ mẹ đừng khóc nữa con biết sai rồi con lỡ dại mẹ ơi phụ nữ mang thai rồi sinh con là khoảng thời gian yếu đuối nhất dễ làm chuyện dại dột nhất Chàng nó đang mang thai con của con đấy thầy nhà mẹ con biết rồi mà con sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm nữa đâu ạ à. xin mẹ đừng nói gì cho trang biết con xin mẹ tất nhiên mẹ không muốn trang biết nếu không mẹ đã không gọi con ra đây còn hay liệu mà làm chấm dứt nhanh với cô gái kia đi nói rồi bà liên đứng phát dậy bỏ về trước khi đi còn giận dữ nói thêm một câu mẹ chỉ có duy nhất một người con dâu là trang ngoài nó ra mẹ sẽ không đồng ý bất cứ người nào khác thành ngồi ngẩn người lúc này điều anh lo sợ nhất là bị trang phát hiện chuyện tội lỗi mà mình làm anh thừa biết tính cách của trang cô hiền lành và hiểu chuyện Thế nhưng ghét nhất là bị lừa dối Chứ đừng nói là bị phản bội Anh vỏ đầu bứt tai Không biết nên giải quyết chuyện này thế nào Đang thất thểu bước về công ty Thì gặp ngay phải Linh Vẫn là cái dáng vẻ tỏ ra ngây thơ Đáng yêu Anh đi đâu về thế Nhắn tin không thấy trả lời Em đợi anh mãi còn chưa kịp ăn trưa đây này Hôm nay anh mệt Anh không ăn đâu Em đi ăn trước đi Thành tỏ vẻ xa cách Nói chuyện lạnh lùng Anh sao thế có chuyện gì sao ạ? À? Anh không sao đâu, em đi đi, anh phải vào làm việc đây. Thái độ lạnh nhạt của Thành khiến cho Linh tức điên người. Rõ ràng mới hôm qua, hai người vừa mới mặn nồng thấm thiết, cô khiến cho Thành phải si mê quên cả đường về. Thế mà hôm nay lại thay đổi 180 độ, thật khiến người ta phải bực bội. Mấy ngày sau, hôm nào Thành cũng về sớm, tan ca một cái là anh về nhà, phụ mẹ nấu ăn, tối đến dẫn vợ đi dạo khiến bà Thu thở phào nhẹ nhõm. Xem như là nó còn biết điều, xem như là cái gia đình này vẫn còn có cách giữ lại được. Tối đó, như thường lệ, cả ba người đang quây quần bên bàn ăn. Bỗng nhiên chàng thấy đau bụng, cô nhăn nhó. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Sao thế con, đau lắm không? Bà Liên vội chạy đến. Con đau lắm mẹ ơi, dồn dập từng cơn ở phần bụng dưới này mẹ. Con sắp sinh rồi Trang ơi, hôm nay cũng được 38 tuần hơn rồi, con so nên sinh sớm hơn bình thường. Thành ơi Thành, mau lên phòng lấy đồ rồi đánh xe, cái chàng nó sắp sinh rồi. Hai tiếng sau, chàng hạ sinh được một bé trai khấu khỉnh trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Lúc cô y tá bế bé, bé ra, Thành là người đầu tiên ôm lấy con, bế con trong tay. Một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong anh, khiến cho khóe mắt anh cay cay. Ôi, cháu yêu của bà, trời ơi, nó giống thằng Thành lúc mới sinh như đúc. Thật hả mẹ, giống con hả mẹ? Ừ, giống hệt không sai chút nào luôn. Giống bố rồi sau này lại tốn gái lắm con ơi." Thành cười lớn, bà Liên thấy thế thì liếc xéo Thành một cái khiến anh im bặt, chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến lòng anh trùng xuống. Anh thấy hối hận vô cùng, vừa nãy nhìn vợ sinh nở trong đau đớn mấy tiếng đồng hồ mới sinh được, anh thương vợ vô cùng chàng là cô gái mà ngày xưa dù chỉ chảy một tí máu cũng khóc toáng lên mà giờ đây cô mạnh mẽ đến kỳ lạ. Dẫu có đau đớn đến mặt trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa, cô vẫn tuyệt nhiên không kêu la lấy một lời. Cả nghĩ, Thành lại càng ăn năn, hối lỗi, cảm thấy ghét bản thân mình nhiều hơn. Những ngày sau đấy, gia đình nhỏ của Thành luôn đầy áp tiếng cười. Có thêm một đứa trẻ con khiến cả nhà bận rộn hơn hẳn bà nội, bà ngoại túc trực chăm sóc cho hai mẹ con Trang. Trộm vía, bé gấu, con Trang cứ nằm ăn rồi lại ngủ như cún con ấy. Đáng yêu biết bao nhiêu. Đợt này nhóm Thành cũng mới nhận thêm dự án mới. Nhưng anh mặc kệ, tan làm là chạy vội về nhà. Rồi tối đến lúc vợ con ngủ, anh sẽ tranh thủ xử lý công việc đến tận 2-3 giờ sáng mới chợp mắt. Cú gấu của bố dậy chưa nào, để bố bế cái nào. Vừa về đến nhà, Thành đã hết toáng lên anh phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bế con đấy nhé tiếng trang nhỏ nhẹ vâng thưa vợ yêu những ngày này đúng là những ngày mà trang cảm thấy hạnh phúc nhất tuy những vết thương sau lần sinh nở vẫn chưa kịp hồi phục nhưng nhìn thấy bé gấu mọi đau đớn đều tan biến được cả gia đình chiều chuộng yêu thương thành tuy cả ngày làm việc mệt mỏi ở công ty nhưng tối đến vẫn phụ trang chăm con Còn khóc con đói anh đều dậy thay tã pha sữa cho con, khiến Trang cảm thấy dường như mình đã chọn đúng chồng, sinh con cho đúng người rồi. Tất nhiên, càng thương vợ con bao nhiêu thì Thành lại càng tránh mặt Linh. Từ đợt đó, Thành luôn né tránh không trả lời tin nhắn của cô. Chạm mặt trên công ty thì chỉ nói chuyện công việc rồi nhanh chóng tạm biệt, khiến cho cô nàng tức sôi máu. Trong đầu đã nung nấu sẵn một kế hoạch. Chủ nhật cuối tuần hôm đó, Linh quyết định đi đến nhà Thành Gặp ngay bà Liên đứng quét sân. Cháu tìm ai? Cháu là Linh, đồng nghiệp của anh Thành và chị Trang ạ. À. Nghe tin chị Trang mới sinh nên có chút quà muốn đến thăm ạ. À. Bà Liên nhìn cô gái trước mặt mà ngờ ngợ, Rõ ràng là rất quen mắt. Bà đã nhìn thấy ở đâu rồi mà nhất thời chưa nhớ ra. Ừ, cháu vào uống nước. Hai vợ chồng nó đang trên phòng ấy. Vâng ạ. À. Vừa vào nhà, bà Liên cứ vừa nghĩ. Trời, đúng rồi, đây là cô gái trong tấm ảnh hôm đó, người phụ nữ mà thằng Thành đã ngoài tình. Bà Liên bắt đầu thấy lo lắng. Cháu ngồi đây nhé, để bác lên kêu vợ chồng thằng Thành. Dạ vâng ạ. À. Linh tỏ vẻ ngoan ngoãn. Vừa nói, bà Liên vừa bước nhanh lên tầng trên. Thành, mày ra đây. Bà gọi nhỏ, cố ý không để cha nghe thấy. Sao thế hả mẹ? Mày làm gì mà cô ta lại dám bén mảng lại đây thế hả? Ai thế hả mẹ? Cô gái hôm trước đi với mày chứ còn ai nữa Cô ta dám đến đây hả mẹ Thành hốt hoảng Mẹ, mẹ phải giúp con Vợ con mà biết thì không xong đâu ạ à? Biết thế sao anh còn làm Mẹ, bây giờ không phải lúc nói chuyện ấy đâu Mẹ phải giúp con Được rồi, mày cứ ở trên này với vợ con Để mẹ xuống xử lý trước Tầm 10 phút nữa Con với chàng bé cu gấu xuống nhé Vâng con biết rồi Bà Liên đòn đả chạy xuống nhà Để cháu phải chờ rồi Vợ chồng nó chuẩn bị xuống đấy Dạ vâng ạ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi Gớm, xinh xắn thế này Chắc là nhiều anh phải mê mệt rồi thế nhỉ Cháu ít hơn anh Thành với chị Trang 2 tuổi ạ à. Bác cứ nói quá ạ à. Cháu đã có ai đâu Duyên chưa tới bác ạ à. Ừ, cái gì cũng phải tùy duyên cháu nhỉ Không cưỡng cầu được đâu Cái gì là của mình thì sẽ là của mình Cái gì của người ta mà muốn giành cũng không được Cháu nói có đúng không Dạ, bác nói đúng lắm ạ à linh cười gượng à bác kể cho cháu nghe tháng trước bên cạnh nhà bác có một vụ đánh ghen ly kỳ lắm để bác kể cho cháu nghe chẳng là con bé tuyết vừa mới sinh xong mà lại phát hiện ra chồng nó ngoại tình với cô đồng nghiệp cùng công ty khổ thân nó mới sinh xong nên có kịp nghĩ gì đâu thuê người đánh cho cô bồ một trận người không ra hồn người làm ầm một trận khiến cô bồ kia mất cả việc làm giờ đi đâu cũng bị chỉ trỏ khổ thân Thiếu gì trai tân đâu, mà cứ đâm đầu vào trai đã có vợ cơ chứ. Cháu nói có khổ không? Dạ vâng ạ. Linh gượng gạo, đoán thầm chắc mẹ Thành đã biết được điều gì đó. Khổ nhất là đâm đầu vào trai đã có vợ đấy cháu ạ. Có ai có được kết cục tốt đẹp đâu. Đàn ông mà, chỉ muốn thêm, chứ không muốn bớt đâu. Rồi cuối cùng khổ nhất vẫn là phụ nữ thôi cháu ạ. Trang gật đầu ra vẻ vâng dạ, nhưng trong lòng thì khó chịu lắm. Thoáng thấy Thành và Trang đang từ trên lầu bước xuống. Cô đòn đả Chào anh, chào chị ạ à. Chào em, em là Em là Linh, đợt chị nghỉ ở nhà là em mới vào Em đang làm cùng tổ dự án với anh Thành ạ à. Có đúng không ạ? À? Linh quay sang Thành hỏi Khiến anh cứng người, lấp bà lấp bấp Ừ, đợt trước anh có nói với em rồi Là nhóm anh mới có thêm người rồi đấy À, cảm ơn em Em ngồi đi, lại còn mang quà cáp gì nữa Tới chơi là chị vui rồi Trang cười hiền Dạ có gì đâu ạ à? Chị mới sinh xong Sức khỏe thế nào rồi ạ à? trang còn chưa kịp trả lời Thì bà Liên đã vội nói Cái chàng nó được chồng chăm sóc kỹ Nên khỏe lắm Gớm cái thằng thế mà khéo Từ hôm vợ sinh Tối nào cũng chăm vợ chăm con đến tận khuya Đến bác còn không có việc để làm Linh cứ hỏi một câu Bà Liên lại đáp một câu Không để cho trang và Thành sen vào câu nào Thấy không khí có vẻ gượng gạo Nên ngồi một lát Linh vội xin phép về Bà Liên cũng nhanh nhỏ tiếp lời Ừ cháu về nhé Cửa nhà bác mở đấy Cháu cứ về tự nhiên nhé Nói rồi bà quay phát sang nói với Trang Nào bà dẫn hai mẹ con lên lầu nhé Ở đây kéo lại gió máy nhé Trang buồn cười bảo Mẹ cu gấu được hơn một tháng rồi mà Kệ cháu mẹ Mẹ phải chăm kỹ chứ Thành đi mua cho mẹ chai dầu ăn Lúc sáng đi chợ mẹ quên khuấy đi mất Nói rồi bà vừa nháy mắt cho Thành tỏ ý nhanh chóng đi mà giải quyết cho xong phần còn lại. Thành nhanh nhỏ hiểu ý mẹ, chạy theo Linh ra cổng. Ra ngoài đường lớn, anh tức giận hỏi. Sao em lại đến nhà anh làm gì? Em đến thăm anh và con anh không được sao? Không được, em không biết đấy là nhà anh à. Em còn đến mà không báo trước. Nhớ... Nhớ cái gì? Anh sợ vợ anh biết chuyện ư? Em nói cho anh biết, anh đúng là đồ hèn, có gan làm mà không có gan nhận. Cả một tháng nay, anh cứ trốn tránh em, Em đã làm gì sai cơ chứ Vừa nói Linh vừa khóc giấm dứt Ra vẻ tội nghiệp lắm Anh biết là anh sai rồi Anh xin lỗi Nhưng giờ anh không thể làm điều gì có lỗi với vợ con anh nữa đâu Em hiểu cho anh Linh vừa khóc vừa cười Cô đau đớn Vậy em là gì Là người thay thế Lúc anh thấy bí bách Cần người giải tỏa thôi ư Giờ anh có vợ có con rồi Liền đá tôi ra ngoài Anh xin lỗi Anh sẽ bù đắp cho em một khoản tiền Xem như đó là tấm lòng của anh anh xem tôi là gì? Xem tôi là hạng gái qua đường hay sao? Từ hồi học đại học tôi đã thích anh rồi, anh không nhớ tôi ư? Tất nhiên là anh không nhớ rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ khiến cho anh phải nhớ tôi suốt đời. Đến lúc này thì Linh không còn giấu giếm gì nữa, cô nói hết tất cả. Anh thật sự hết cách rồi, anh xin lỗi đã làm lỡ dở em. Tôi đã có thai rồi, có thai được hơn 2 tháng rồi, chính là từ cái đêm hôm ấy. Thành sững sờ, mồ hôi lạnh toát Em nói gì? Em nói thật không? Anh nghĩ tôi sẽ nói đùa à? Đây là lý do hôm nay tôi đến nhà anh đấy. Anh cứ suy nghĩ đi, đứa bé này cũng là con anh đấy. Nói rồi Linh bước đi, bỏ mặc Thành đứng như trời trồng. Chuyện này đối với Thành như xét đánh ngang tai. Anh không biết phải làm gì, không biết phải giải quyết như thế nào. Quay trở về nhà, anh kéo bà Liên vào phòng, kể hết tất cả. Cái gì? Bà Liên hét toáng lên thành ơi là thành mày xem mày đã làm ra chuyện gì rồi mẹ bé bé thôi vợ con nghe thấy bây giờ giờ này thì còn giấu thế nào được nữa hả con đằng nào cũng phải cho vợ con biết thôi con sợ cô ấy không tha thứ cho con đâu mẹ ơi vợ con ghét nhất là bị người khác lừa dối mẹ ạ à. mày biết thế mà còn đâm đầu vào cái con kia làm gì hả tao muốn phát điên lên với mày đấy thành ơi là thành bà liên giận giữ một hồi lâu cũng chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết gì bà đành buông xuôi bây giờ chỉ còn cách mày nói thật với vợ con thành khẩn vào xin nó tha thứ chứ mẹ cũng không biết phải giải quyết thế nào đâu mẹ mẹ phải giúp con chứ ạ à? mẹ cũng hết cách rồi mày cứ nói với trang đi có gì mẹ sẽ nói hộ con bữa cơm hôm ấy nặng nề đến khó thở trang không phải là người thiếu tinh tế cô đã nhận ra ngay sự bất thường khi nhìn thấy linh sáng nay nhìn thấy sự lúng ta lúng túng của chồng cô nhìn thấy thái độ ghét bỏ ra mặt của bà liên mẹ chồng cô không phải là người khó chịu bà luôn hòa nhã với mọi người hiếm khi bà ghét ai ra mặt như sáng nay có điều gì đó gợn lên trong lòng cô khiến cô cảm thấy vô cùng bất an nhưng lại tự chấn an mình đến tối cô gấu đã ngủ say chàng đang ngồi nghỉ trên ghế sofa trong phòng thành lấy hết can đảm tiến đến nắm tay vợ cha ngà anh có chuyện muốn nói với em anh nói đi Anh sắp sửa nói ra một chuyện Chắc chắn sẽ khiến em buồn Nhưng em phải biết là anh luôn yêu em Và sẽ chỉ yêu em và con thôi Chuyện gì anh cứ nói ra xem Chàng đã lở mở đoán ra được điều gì đó Từ khi Thành cất lời Anh... anh... Thành cứ ấp úng mãi không nói nên lời Cô gái sáng nay là ai? Chàng mở lời Em đã biết xảy ra chuyện gì đó Nên anh hãy nói đi Cô gái sáng nay là Linh hôm nay cô ấy đến để báo với anh là cô ta cô ta có thai với anh rồi có thai cha ngà em nghe anh nói hết đã anh chỉ lỡ dại với cô ta hôm ấy là do uống say không kiềm chế được anh mới lỡ dại thôi mà không ngờ chỉ lần đó mà lại có thai anh không biết phải làm thế nào cả em ơi tha thứ cho anh đi thành nói đến đâu cha ngỡ ngàng đến đó đã đến cả mức có thai rồi trong lúc cô bụng mang dạ chữa thì chồng cô lại ra ngoài tìm của lạ, đến mức có cả con rơi ở bên ngoài. Trời ơi, người chồng mà cô luôn luôn tin tưởng, mối tình kéo dài hơn 10 năm từ thuở còn học trò của cô, giờ cô mới thấm lời nói của mẹ cô trước khi lấy chồng, lấy chồng xem giống. Chàng khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô đã hy sinh hết lòng cho anh, nhưng anh lại ngoại tình trong lúc cô vẫn đang bụng mang dạ chữa trang không nói gì nữa cô lên giường nằm ôm con ngủ sự im lặng của cô khiến cho thành lo lắng không thôi cả đêm anh cứ bồn trồn không tài nào chợp mắt nổi sáng sớm đã vội gõ cửa phòng bà liên mẹ ơi con nói với trang rồi mà cô ấy không có phản ứng nào cả con lo quá mẹ ơi mẹ biết rồi mày cứ đi làm đi có gì để mẹ hỏi nó nói là nói thế nhưng bà liên thừa biết trang không thể nào dễ dàng chấp nhận được mọi chuyện Bà cũng đã từng ở hoàn cảnh của cô, bị lừa dối, bị phản bội là cảm giác đau đớn nhất của người phụ nữ. Bà chỉ còn biết động viên ở bên cạnh hàn gắn lại vết dạn nứt của hai vợ chồng. Bà chỉ mong Trang mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau này. Những ngày tiếp theo, không khí gia đình trầm lắng đến nghẹt thở. Trang vẫn giữ im lặng, cô không muốn nói bất cứ điều gì với Thành cả. Mỗi tối, ôm bé gấu trong tay, lòng cô lại đau thắt không phải là cô không muốn nghĩ đến chuyện ly hôn thế nhưng nhìn đứa con còn đỏ hòn trước mặt cô lại trùn bước phụ nữ là vậy luôn nghĩ đến con nghĩ đến gia đình trước rồi sau đó mới nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình Và lại anh thành cũng đã tỏ ý ăn năn hối hận anh quỳ xuống khóc lóc xin lỗi cô khiến cho ý định ly hôn của cô trùn bước trang ơi đã ngủ chưa con chưa mẹ ạ à, mẹ vào đi bà liên bước vào phòng Ngồi lên đầu giường, bà khẽ nắm lấy tay Trang, ôn tồn hỏi. Thành nó báo với mẹ hôm nay phải tăng ca, chắc sẽ về muộn. Con biết rồi ạ. À? Không khí im lặng, gượng gạo bao trùm lên hai mẹ con. Trang này, mẹ biết con giận thằng Thành, mẹ cũng giận nó no lắm. Ngay khi biết chuyện là mẹ đã cảnh cáo nó rồi con à. Lúc ấy, mẹ không muốn nói với con vì sợ con phải buồn. Mẹ xin lỗi con nhé. Trang im lặng, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô từng giọt, từng giọt. Bà Liên nói tiếp, "Không phải là mẹ bênh con trai mẹ đâu con, mẹ cũng rất tức giận, mẹ buồn vì mình không biết cách dạy con để nó làm cái việc sai trái như thế." "Mẹ, mẹ có lỗi gì đâu ạ, à? mẹ đừng nói thế." "Mẹ biết giờ con đang suy nghĩ điều gì, nhưng con đừng vội, không phải mẹ muốn bênh con trai mẹ mà thằng Thành nó đã biết hối cải thật rồi con ạ. À. Còn bé Gấu nữa, mẹ không muốn nó mới đỏ hỏn mà bố mẹ đã phân ly." sau này sống thế thì thiếu thốn tình cảm lắm con ơi trang ơi suy nghĩ lại đi con bà liên vừa nói vừa khóc đến lúc này bà không thể kìm nén được nữa hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nức nở tối đó cả đêm trang không thể nào ngủ nổi cô nằm trằn trọc suy nghĩ bao nhiêu chuyện bé gấu đang ngủ say khuôn mặt phúng phính khẽ cười trong mơ kế bên thành cũng đã ngủ say sau một ngày làm việc trang biết thành yêu con nhiều lắm ngủ say như thế, nhưng chỉ cần con khẽ khóc một tí là anh đã bật dậy du con ngay. Chàng biết chồng mình là người có nhu cầu cao trong chuyện ấy. Thế mà suốt thời gian mang thai, vì quá mệt mỏi nên cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Có lẽ vì thế mà anh đã bị rơi vào vòng tay người phụ nữ khác chăng? Sáng sớm hôm đó, vừa thấy Thành tỉnh giấc, cô hỏi ngay. Anh cho em số điện thoại của cô gái ấy, đây là câu nói đầu tiên cô nói với anh sau đêm hôm thành thú nhận mọi việc với cô anh không đáp mà nhanh chóng gửi ngay cho cô hôm nay em sẽ đi gặp cô ấy để nói chuyện em nghĩ mình cần phải nói chuyện thẳng thắn với cô ấy em muốn thông báo trước cho anh ừ anh biết rồi anh xin lỗi thành cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn sáng cuối tuần hôm ấy trang gọi điện cho linh rất nhanh chóng linh đồng ý gặp mặt cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà trang Chào em, em ngồi đi Vâng, chào chị Chắc em cũng biết Hôm nay chị đến gặp em có việc gì rồi phải không Vâng Anh Thành đã thú nhận toàn bộ chuyện này với chị Nghe nói em đã có thai Đã được hơn 2 tháng Linh đắc ý trả lời Câu trả lời của Linh khiến lòng Trang thắt lại Im lặng khoảng chừng 2 phút Trang nói tiếp Em đã có kế hoạch gì chưa Tất nhiên em sẽ sinh đứa bé này ra Em sẽ nuôi dưỡng nó nên người một đứa bé không có bố sẽ thiệt thòi rất nhiều em nên suy nghĩ về điều đó sau khi em sinh gia đình chị sẽ đón về nuôi nấng linh cười khẩy tại sao con tôi sinh ra lại cần người khác nuôi nấng em còn trẻ tương lai còn ở phía trước chị sẽ không khuyên em phá bỏ cái thai đứa trẻ là máu mủ của chồng chị gia đình này sẽ không bạc đãi nó đâu thế ý chị là chị sẽ tha thứ cho anh thành dễ dàng như vậy sao vậy theo em thì chị sẽ làm gì Hừ, đúng là mù quáng, chị sẽ bao dung cho những gì anh ta đã làm. Vừa nói, Linh vừa cay nghiến, thái độ khác hẳn so với cô gái dịu dàng mà cô đã gặp ở nhà lần trước. Chị có tha thứ hay không là việc của chị, sẽ không đến lượt em phải lên tiếng. Hay theo ý em là chị nên nhanh chóng ly hôn với anh Thành để em thay thế vị trí của chị. Chàng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ từng câu từng chữ rất cứng rắn khiến cho Linh cũng cứng hỏng không thể nói thêm được gì nữa. Tôi đã yêu thầm anh Thành từ rất lâu Từ khi anh ấy còn chưa biết tôi là ai Chỉ nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tay Khi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy Chàng xứng người Thì ra Linh tiếp cận Thành Là có kế hoạch từ trước Linh nói tiếp Tôi đã yêu thầm anh Thành Từ hồi mới là cô sinh viên năm nhất Mười năm thanh xuân của tôi Chỉ để đứng sau nhìn anh chị hạnh phúc Giờ là lúc tôi phải đứng lên Để nắm lấy hạnh phúc thuộc về mình Hạnh phúc mà phải giành giật Toàn mưu tính kế thì không phải là hạnh phúc thực sự đâu em. Hạnh phúc của tôi, tôi tự quyết định. Nói rồi, Linh đứng phát dậy, bỏ về trước, để lại trang ngồi lại với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Về tới nhà, cô mở cho mẹ chồng và chồng cô xem đoạn ghi âm vừa nãy nói với Linh. Con ơi là con, con bị người ta gài bẫy rồi, sáng mắt ra chưa hả con? Bà Liên tức giận, vừa nói vừa đánh vào lưng Thành. Thành lúc này cũng chỉ biết gầm mặt, lâu sau anh nói vợ ơi anh xin lỗi anh lỡ dại một phút em tha thứ cho anh đi chàng vẫn im lặng lâu sau cô nói chuyện của anh anh hãy giải quyết cho rõ ràng với cô ta đi nói rồi cô bỏ vào phòng ôm bé gấu ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi cô không còn sức để làm bất cứ chuyện gì nữa lại là những ngày trôi qua nặng nề và mệt mỏi mọi chuyện vẫn không có cách giải quyết thành và trang vẫn giữ im lặng Thành cố gắng mở lời, nhưng Trang thật sự không muốn nói chuyện gì với Thành lúc này. Ngày bé gấu tròn 3 tháng, bà Liên bảo với Trang. Trang à, con đi làm lại đi, con nghỉ cũng lâu rồi, ở nhà mãi, lại mụ mị đầu óc đi đấy. Cú gấu còn bé quá mẹ à, con muốn dành thêm thời gian bên nó. Con đừng lo, nó ngoan như thế, có mẹ với bà ngoại ở nhà chăm sóc. Thấy Trang chần chừ, bà Liên gạt phát đi. Không nhưng nhị gì nữa, chiều nay mẹ canh cu gấu còn đi mua sắm quần áo làm đẹp thoải mái đi đi chàng gật đầu đồng ý ở nhà cả năm trời cũng khiến cho cô gái năng nổ hoạt bát ngày nào trở nên mụ mị đầu óc cô cũng muốn được ra ngoài để hòa nhập với cuộc sống ngoài kia sang tuần sau chàng quay trở lại công ty làm việc vì cô nghỉ quá lâu nên bộ phận cô làm trước đó đã đủ người nên được nhân sự sắp xếp và làm cùng tổ với thành cùng bộ phận với linh thật đúng là éo le, hàng ngày phải giáp mặt với nhân tình của chồng. Kể cũng lạ, nếu theo như Linh nói thì cái thai của cô ta cũng phải hơn 3 tháng rồi, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta ngén ngẩm gì, bụng vẫn phẳng lì. chàng nghĩ thầm không bù cho mình chỉ mới bầu thôi mà đã không ra hồn người. Đang miên man suy nghĩ thì chị Hương, đồng nghiệp thân của cô từ trước tới nay vỗ vai. "Này, suy nghĩ gì thế? Mới đi làm đã quen chưa?" "Em chưa chị ạ." À? Nghỉ cả năm trời giờ phải học lại từ đầu đây Ui dào ai chả thế Chị ngày xưa xin cái gạo với thỏ xong Như bị mất trí nhớ luôn ấy chứ Phụ nữ mình đúng là chịu nhiều thiệt thòi chị nhỉ Chàng khẽ than thở Chuẩn em Gặp được người chồng biết điều thì còn đỡ Mà chị thấy Thành nhà em là số 1 rồi còn gì nữa Có bao giờ thấy lén phén với cô nào đâu Lại còn chiều em thế còn gì nữa Chàng khẽ ẩm ừ Trong mắt người ngoài Anh luôn là mẫu người đàn ông lý tưởng luôn quan tâm chăm sóc vợ con. Những ngày cô mới sinh xong, anh một tay chăm sóc cô từng tí, đến cả lau vết thương, mặc quần áo, anh cũng chẳng nề hà. Giá mà không có chuyện ấy xảy ra thì cô đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Từ ngày Trang đi làm, Thành đã lạnh nhạt, nay lại càng lạnh nhạt với Linh hơn. Anh cố gắng không tiếp xúc với Linh, dù chỉ là chạm mặt, mọi công việc đều trao đổi qua thư ký riêng của anh. Dù cho Linh hàng ngày vẫn luôn cố gắng muốn nói chuyện với anh, anh vẫn không nao núng. Thành thực sự sợ Linh, sợ cái cách cô tiếp cận rồi đeo bám anh, anh có nói với Linh, "Cô cứ sinh đứa con ra, tôi và vợ sẽ chăm sóc nó đến nơi đến chốn, nó cũng là con tôi, còn nếu cô không đồng ý, tôi sẽ phụ cấp tiền hàng tháng cho cô, sinh nó ra hay không sẽ là lựa chọn của riêng cô." Linh tức lắm, cô đã dùng đủ mọi cách nhưng Thành vẫn không liếc nhìn lấy cô dù chỉ một cái. Chẳng lẽ cô thực sự đã sai rồi Thành sẽ không bao giờ yêu cô ư Buổi trưa hôm đó Trời mây đen vẩn vũ Mưa như chan như chút Linh đang thẫn thờ bước ra công ty Định sang đường để tới cửa hàng ăn Vì che ô khuất Nên cô không thấy một chiếc xe đã từ xa lao tới Linh cẩn thận Tiếng chàng hét toáng lên Nói rồi cả hai cùng ngã sóng xoài Chàng đang chuẩn bị đi ăn trưa Thì thấy Linh suýt gặp nguy hiểm không suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức lao ra, xô đẩy Linh ngã vào bồn hoa ven đường, còn cô không tránh kịp nên ngã sang một bên. May mắn là chiếc xe đã kịp thời phanh kịp, thế nhưng trang bị quá sợ hãi nên đã ngất xỉu. "Chị Trang, chị có sao không? Ai đó gọi cấp cứu đi ạ." À? Tiếng Linh khóc lớn. Cô vừa vào bệnh viện vừa khóc, nếu Trang có mệnh hệ gì thì có lẽ cả đời cô sẽ không đền hết tội. Thành nghe tin, ngay lập tức chạy vào viện. Trang ơi, Trang. Cô, cô làm gì vợ tôi hả? Em, em không làm gì cả." Linh vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy giàn rụa. "Thành, bình tĩnh đi em. Cái Linh nó suýt bị ô tô đâm phải, Trang thấy thế nên chạy ra đỡ hộ thôi." Chị Hương vội chạy ra hòa giải. Thành vỏ đầu bất tai, lúc này anh sợ hãi thực sự. 30 phút dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Anh sợ rằng nhỡ may Trang có chuyện gì, anh không biết phải giống sao nữa người nhà bệnh nhân hoàng thùy trang ở đâu Dạ tôi đây ạ à. vợ tôi sao rồi hả bác sĩ bệnh nhân không có vấn đề gì kết quả siêu âm chụp ct đều ổn anh có thể yên tâm được rồi bị chật mắt cá chân nên phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian để phục hồi cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ ạ à. thành nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm linh nghe xong thì như chút được gánh nặng thật may thật may là trang không sao cả cô im lặng quay về giờ phút này Cô cũng không còn mặt mũi nào để ở lại đây thêm một chút nào nữa. Vừa mới đi làm được một tuần đã xảy ra tai nạn nên chàng phải xin nghỉ thêm một thời gian nữa. Là tại mẹ không tốt, chưa gì đã vội bảo con đi làm. Kìa mẹ, là tại con không cẩn thận thôi ạ. À. Đây có phải là nhà cô Trang không ạ? À? Có tiếng gọi cửa vọng vào. "Mẹ, mẹ xem giúp con là ai gọi ạ?" À? "Ừ, đợi mẹ chút." một lát sau bà liên chạy vào tay ôm một bó hoa trang ơi có ai gửi cho con bó hoa hướng dương với mẹ thấy có bức thư kẹp ở phía trong này mẹ cất hoa giúp con với ạ à? để con xem bức thư ai gửi trang đọc bức thư đọc đến đâu cô khóc đến đó khiến cho bà liên bồn trồn mãi sao thế con có chuyện gì thế là thư của linh mẹ ạ à. con bé đấy lại làm phiền gì con nữa không phải như mẹ nghĩ đâu ạ à. Cái Linh, cô ấy nói với con không phải là có bầu đâu, chỉ là cô ấy nói vậy để muốn con và anh Thành ly hôn. Mẹ biết ngay mà, cái con hồ ly tinh ấy. Cô ấy cầu xin con đừng ly dị với anh Thành. Cô ấy đã sai, đã biết lỗi rồi mẹ ạ. À. Im lặng một hồi, bà Liên lên tiếng cầm tay Trang. Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ rồi con ạ. À. Con cho thằng Thành một cơ hội sửa sai nhé. Trang chần chừ rồi gật đầu. Hơn ai hết cô muốn cho Thành một cơ hội cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội, cho gia đình nhỏ này thêm một cơ hội, cho bé gấu có được một mái ấm trọn vẹn. Cô không biết tương lai sau này sẽ đi về đâu hay chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ biết sống trọn vẹn với hiện tại, yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, hơn tất thảy mọi thứ. Sự thiện lương sẽ là bông hoa đẹp nhất, xóa tan đi mọi u ám trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Bước qua sóng gió cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết câu chuyện xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh